chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 601, chất vấn. Tôi nghĩ thế nào ư? Đây lẽ nào không phải điều tôi nên hỏi các người sao? Xúi dục Trương Hải thì đã đành, không sao cả, đây dẫu sao cũng là lựa chọn của bản thân hắn. Chu Dương hờ hững nói, ngữ khí ôn hòa, nhưng tiếp theo đó ngữ khí bỗng nhiên trở nên uy nghi đáng sợ. Nhưng Trần An và Lý Thần, tại sao các người lại đối xử với bọn họ như vậy? Các người là đang mưu sát, biết không? Bởi vì tức giận mà gương mặt Chu Dương đỏ bừng lên, gân xanh trên cổ lộ rõ ra, đôi mắt cũng lóe lên sát khí. Giờ phút này, Chu Dương thừa nhận, trong lòng anh thật sự từng có ý định muốn giết Khổng Huy và Giang Phong. Từ xưa đến nay, giết người phải đền mạng. Khổng Huy và Giang Phong có thể làm những chuyện như vậy với Trần An và Lý Thần, thì bản thân bọn họ phải chuẩn bị tâm lý mình cũng sẽ bị người khác giết chết. Tất cả những điều này, vốn dĩ là mạng đổi mạng, ông trời đã quy định sẵn. Bây giờ, nhờ sự có mặt của Chu Dương mà Trần An và Lý Thần không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của hai người họ. Những tổn thương này là vô hình cũng là những vết thương chí mạng nhất. Rất có thể nửa đời còn lại, trong giấc ngủ buổi tối Trần An và Lý Thần còn sẽ thức giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt tí tách, cả trán đầy mồ hôi, giống như trải qua cái chết, mà bọn họ đúng là vừa từ cõi chết trở về. Khổng Huy và Giang Phong là hung thủ nhưng lại không chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Cả hai vẫn là thành viên quan trọng của các gia tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, địa vị tiền bạc mà gia tộc mang đến cho bọn họ. Điều này không công bằng. Trong lòng Chu Dương quả thật đã nghĩ như vậy. Một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú phát ra từ trong miệng Chu Dương. Trong chớp mắt, cả Khổng Huy và Giang Phong đều lập tức hoảng hốt. Ai, ai dám cả gan gây sự ở địa bàn của Giang gia? Đúng lúc này, một âm thanh vang vọng truyền đến, tầng 2 của quán trà đã có thêm 3 bóng người. 3 người này xem chừng tuổi tác cũng không ít, người trẻ nhất e rằng đã hơn 40 tuổi, còn người lớn tuổi nhất trong số đó, Chu Dương đoán đều hơn 60 tuổi. Cảm giác 3 người này mang đến cho Chu Dương là sự nguy hiểm, một khí thế mạnh mẽ tản ra từ 3 người, cuồn cuộn ác liệt xông thẳng về phía anh, dường như muốn bao trùm cả căn phòng này. Trưởng lão Cốc, vệ sĩ Đới, vệ sĩ Tông. Giang Phong nhìn 3 người họ, nét mặt vui mừng, cảm xúc trong chớp mắt đã bình thường trở lại. Giờ phút này, Giang Phong cảm thấy vô cùng yên tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một mình hắn có thể không phải đối thủ của Ngưu Xuyên vệ sĩ Chu Dương. Nhưng có thêm 3 người này, trong đó có một trưởng lão và 2 vệ sĩ của Giang gia, thực lực vô hạn gần đạt tới cảnh giới tông sư võ giả. Dưới thực lực mạnh mẽ của các cao thủ như vậy, Giang Phong cho rằng mình sẽ không thể bị đánh bại. 3 vệ sĩ ở Giang gia có địa vị phi phàm, thông thường chỉ có con cháu xuất chúng của Giang gia mới có thể gặp họ. Mà người có thể sai khiến họ, thường chỉ có thành viên nồng cốt nhất của Giang gia, như gia chủ, 3 người con của gia chủ và vài người thế hệ đời thứ 3. Bây giờ Giang Phong có thể mời 3 người này đến, trên thực tế là nhờ Giang Hành Nguyên. 3 vệ sĩ khẽ gật đầu với Giang Phong, cũng coi là đã chào hỏi. Sau đó ánh mắt đặt trên người Chu Dương và Ngưu Xuyên. Hai vị, đây là quán trà của Giang gia tôi, hai người không mời mà đến, nếu không có lời giải thích hợp lý, thì đừng trách Giang gia không nói lý lẽ. Trưởng lão Cốc ở giữa lạnh lùng nói, thân hình cao gầy đứng ở tầng 2 quán trà, trông có vẻ hơi ốm yếu, ở cằm còn có vài sợi râu trắng, nhìn nhếch nhác lộn xộn. Một hình tượng ông già như vậy, nếu ở bên ngoài, e rằng đều là loại người không ai thèm để ý. Nhưng ai có thể ngờ được, ông ta vậy mà lại là vệ sĩ của Giang gia, hơn nữa còn là một trưởng lão. Người như vậy, thực lực nhất định vô cùng mạnh. Do đó, từ lúc 3 vệ sĩ xuất hiện, Chu Dương trở nên căng thẳng chuẩn bị tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Mặc dù anh có thể không phải đối thủ của họ, nhưng có Ngưu Xuyên ở đây, khi vạn bất đắc dĩ, anh còn vẫn có thể lựa chọn rút lui. Bây giờ, chưa giao đấu mà lựa chọn rút lui thì không phải tính cách của Chu Dương. Trần An và Lý Thần là người của anh, bọn họ bị Khổng Huy và Giang Phong hại thành bộ dạng đó, Khổng Huy và Giang Phong là hung thủ nên buộc phải trả giá. Giải thích, người nên giải thích là Giang gia các người và Giang Phong. Chu Dương cười nhếch mép, bước về phía trước một bước, đứng đối diện 3 tên vệ sĩ, gương mặt lạnh như băng. Giờ phút này, khí thế trên người 3 vệ sĩ tản ra, cũng không đến gần Chu Dương được nữa, giống như phía trước Chu Dương có một bức tường khí vô hình. Ngăn chặn toàn bộ những thứ có thể đe dọa anh ở bên ngoài.
Đừng cho rằng đây là địa bàn của Giang gia các người, đây là quán trà của Giang gia các người, thì có thể bẻ cong sự thật, thậm chí còn muốn đối phó với tôi. Trước đây tôi có thể gây loạn ở Giang gia một trận lớn, bây giờ ở quán trà bé tẹo này, vẫn có thể loạn thêm một trận nữa. Giọng điệu của Chu Dương uy nghiêm đáng sợ, một khí thế không dễ cự tuyệt dâng lên, giống như núi lửa bùng phát. Trương Hải đứng cách bọn họ không xa, ngay lập tức thân hình không đứng vững, chao đảo một hồi rồi ngã nhào xuống đất, nhìn thấy sắc mặt Chu Dương cũng đầy sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm. Mày chính là Chu Dương. Vệ sĩ đới đột nhiên quát một tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn Chu Dương, đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hai người còn lại cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn anh. Ba người này cuối cùng cũng nổi giận với Chu Dương, ánh mắt đều đằng đằng sát khí. Lần trước, mày là người gây loạn ở bữa tiệc của Giang gia sao? Vệ sĩ đới đi về phía trước hai bước, một tay chỉ vào Chu Dương, giọng điệu chất vấn. Hắn không ngờ hôm nay sẽ gặp lại người gây loạn trong bữa tiệc của Giang gia ở quán trà này. Hơn nữa, người này còn nói khoác không biết ngược, trước đây có thể gây loạn ở bữa tiệc, bây giờ cũng có thể gây loạn ở quán trà. Đây đúng là không coi ba vệ sĩ bọn họ ra gì. Từ ngày tổ chức bữa tiệc Giang gia đến tận bây giờ, trong lòng vệ sĩ đới vẫn luôn kìm nén ngọn lửa giận. Lần trước khi Giang Hành Nguyên tổ chức tiệc, tất cả vệ sĩ của Giang gia hầu như đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ có đại trưởng lão và vệ sĩ thân cận vẫn luôn ở bên cạnh Giang Phàm Lưu, do đó không hề lộ diện, để tên nhóc Chu Dương gây chuyện ở bữa tiệc sau đó nghênh ngang bỏ đi. Đến khi đám vệ sĩ trở về, nghe được tin này thì giận dữ không thôi, bọn chúng nhốn nháo muốn đi tìm Chu Dương báo thù, hung hăng dạy dỗ tên nhãi danh này một trận, để anh biết rằng ở tỉnh Tương Tây và Trường Sa này, ai là người định đoạt. Cộng thêm khoảng thời gian đó, bên ngoài đồn đại ầm ĩ, khiến đám vệ sĩ càng thêm phẫn nộ. Vệ sĩ đới cứ nghĩ mình không thể tự tay dạy dỗ thằng nhãi Chu Dương đó một bài học nhớ đời, trong lòng vẫn luôn khó chịu. Bây giờ hắn không ngờ lại nhìn thấy Chu Dương ở đây. Hơn nữa Chu Dương còn to gan lớn mật khiêu khích Giang gia lần nữa. Đây là lý do hợp lý nhất để hắn ra tay, trong lòng vệ sĩ đới lập tức vui mừng. Trưởng lão Cốc, người này ngu xuẩn thiếu hiểu biết, lại dám nhiều lần gây chuyện với Giang gia, cứ để tôi xử lý hắn, cho hắn biết Giang gia không thể chịu nhục. Chương 602, chiến đấu với vệ sĩ đới phong. Vệ sĩ đới chủ động xin ra tay, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Chu Dương và Ngưu Xuyên. Hắn phục vụ cho một gia tộc lớn như Giang gia, nhưng hai bên chỉ là quan hệ hợp tác song phương. Cả hai tình nguyện làm ăn với nhau. Hắn làm vệ sĩ cho Giang gia, đổi lại Giang gia sẽ giúp đỡ hắn một chút tiền bạc và tạo vài mối quan hệ. Thế nhưng, lần trước khi Chu Dương làm loạn tại buổi dạ tiệc của Giang gia, vì vài nguyên nhân khiến vệ sĩ của bọn hắn đến không kịp, nên coi như không hoàn thành tốt bổn phận của mình. Trong khoảng thời gian này, dù thế giới xô bồ bên ngoài không ảnh hưởng đến việc vệ sĩ của hắn ta lắm, nhưng trong lòng vẫn thấy khá bực dọc. Hổ vắng nhà, khỉ xưng vương. Trong mắt vệ sĩ đới, Chu Dương và Ngưu Xuyên chính là hai con gà nhân cơ hội mọc đuôi, lợi dụng thời cơ để kiếm chút danh tiếng. Nếu hám danh lợi ở những chỗ khác, vệ sĩ đới sẽ chỉ cười khẩy không thèm để ý. Nhưng bây giờ, Chu Dương ở Giang gia lại có tiếng tăm như vậy, điều này khiến hắn ta không tài nào chấp nhận nổi. Chẳng khác nào nói, vệ sĩ bọn hắn toàn những kẻ bất tài vô dụng, đến người bình thường cũng không chống đỡ được, vậy thì còn mặt mũi nào để tiếp tục làm vệ sĩ cho Giang gia? Vệ sĩ đới chủ động xin ra tay, chờ lệnh từ trưởng lão Cốc. Còn có vệ sĩ Tông cũng đang nhìn trưởng lão Cốc chờ lệnh. Trưởng lão Cốc, nếu vệ sĩ đới đã nghĩ thế, chỉ bằng cho ông ta trừng trị Chu Dương, để hắn biết rõ, Giang gia chúng ta không dễ bị xâm phạm như vậy. Thấy trưởng lão Cốc trầm tư, Giang Phong vội vàng nói. Hôm nay quả là một cơ hội tốt, Chu Dương và Ngưu Xuyên chủ động đến nơi này. Hơn nữa, Giang gia nhà hắn cũng có vệ sĩ tới đây, rồi còn có cả sự xuất hiện của trưởng lão Cốc. Giang Phong cho rằng, dù Chu Dương và Ngưu Xuyên có lợi hại tới đâu cũng không thể nào chạy thoát. Như vậy cũng được, đới Phong, ra tay nhẹ nhàng một chút, tôi muốn đưa cậu ta đến đại viện thẩm vấn. Trưởng lão Cốc khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Ông ta không quá lo lắng vệ sĩ đới sẽ gặp biến cố nào bất ngờ, vì ông ta biết thực lực của hắn cũng đứng hàng đầu. Đối phó với những người như Chu Dương và Ngưu Xuyên là chuyện không khó. Mà vệ sĩ đới còn chủ động muốn đánh, nên trưởng lão Cốc nhận thấy, chỉ cần dạy dỗ đối phương nhẹ nhàng khiến bọn họ chịu khổ sở chút ít, không gây ra án mạng chết người nào, là ông ta không cần bận tâm nữa. Dạ,
Nhận được sự cho phép, vệ sĩ đới trong lòng thấy rất vui mừng. Hắn nhìn thẳng về phía Chu Dương, đáy mắt thoáng vài tia dữ tợn. Chỉ cần dạy dỗ tốt Chu Dương, kẻ đã làm loạn, đắc bao nhiêu tội với Giang gia này, thì nhất định có thể khiến gia chủ Giang gia Giang Phàm Lưu công nhận hắn hơn, giúp hắn củng cố địa vị vệ sĩ cho Giang gia, từ đó có thêm nhiều tiền, được đề bạt thăng cấp. À, thằng danh kia, thế giới này có nhiều chuyện mà hạng người như mày không biết. Có một chút bản lĩnh đã vội cho rằng không còn ai làm gì được mày hay sao? Mày quá hỗn xược, quá ngạo mạn rồi. Hôm nay, đới phong tao sẽ dạy dỗ chúng mày một bài học, để chúng mày biết, ở cái thế giới này, đất trời vô biên, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn, Giang gia không phải nơi để chúng mày trêu đùa. Vệ sĩ đới cười khẩy một tiếng, sau đó dùng đầu mũi chân tiếp đất, cả người lao bắn như mũi tên xông về phía Chu Dương. Hai tay hắn nắm lại, nhắm xương bả vai Chu Dương làm mục tiêu hướng đến. Thấy vệ sĩ đới ra tay, Giang Phong đứng ở một bên nhếch mép cười. Vệ sĩ đới phục vụ tại Giang gia, thực lực tương đối lợi hại, so với hắn thì mạnh hơn nhiều. Giang Phong tự thấy mình không xứng là đối thủ với vệ sĩ của Chu Dương, nhưng nếu vệ sĩ đới đã xuất trận, thì dù Chu Dương có mang vệ sĩ tới cũng sẽ thất bại. Chu Dương, đều là do mày chuốc lấy. Giang Phong cười khẩy, thầm tính mình sẽ hạ nhục Chu Dương thế nào sau khi vệ sĩ đới đánh gục anh. Chà, thú vị đây, xem ra Giang gia các người đều tự cao tự đại như vậy sao? Gì mà trời đất vô biên, người giỏi có kẻ giỏi hơn. Đúng là như vậy, nhưng rốt cục là ai, thì tôi nghĩ các người tính nhầm rồi. Chu Dương nhanh chóng xông về phía vệ sĩ đới, sắc mặt lạnh tanh chỉ hừng hỡ đáp trả. Chu Dương cảm giác được vệ sĩ đới rất mạnh, anh không đủ tầm làm đối thủ của hắn. Nhưng có Ngưu Xuyên đây nên Chu Dương không ngại. Chu Dương gật đầu, sau đó anh đứng im. Chỉ trong chớp mắt, Ngưu Xuyên, vệ sĩ bên cạnh Chu Dương bắt đầu tiến lên. Rầm. Đúng lúc móng vuốt của vệ sĩ đới duỗi ra trước mặt Chu Dương, bám vào xương bả vai của anh, thì Ngưu Xuyên bước ra, một tay nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn. Giờ phút này, vệ sĩ đới phát hiện, sự tấn công của hắn trong nháy mắt đã bị chặn lại. Hơn nữa người đang nắm cổ tay hắn là vệ sĩ của Chu Dương, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Hỗn xược, đây không phải chỗ cho một đứa vệ sĩ như mày ra tay, mau cút đi cho tao. Vệ sĩ đới giận dữ quát lớn, chân khí khắp người bùng nổ như muốn hất văng Ngưu Xuyên ra. Thế nhưng chân khí của hắn chỉ đánh vào phía sau Ngưu Xuyên, như nước đổ lá khoai, không gây ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Lần này đến lượt vệ sĩ đới kinh hãi. Hắn không ngờ rằng chân khí của mình mạnh như vậy, bình thường ở Giang gia không ít vệ sĩ khác đã bị đánh bay ra ngoài, vậy mà khi đối đầu với một tên vệ sĩ nhãi nhép lại hoàn toàn vô dụng. Thằng nhãi này, đây là do mày tự tìm cái chết. Mặt vệ sĩ đới đỏ lên, hắn vốn cho rằng việc hạ gục Chu Dương dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ xem ra, tên vệ sĩ kia lại có chút bản lĩnh, dùng thủ đoạn mà vệ sĩ đới cũng không nhìn ra được. Vì thế, vệ sĩ đới thấy hắn vừa bị chơi xấu, nên lập tức đổ dồn cơn giận lên Ngưu Xuyên. Lửa giận cháy bừng bừng không biết khi nào bộc phát. Tốc độ của vệ sĩ đới rất nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Ngưu Xuyên, bàn tay nắm chặt thành quyền đấm thẳng vào ngực anh. Hắn tin rằng, đòn này của hắn sẽ đánh chết cả một con trâu sống khỏe mạnh. Người bình thường dính đòn, khéo cũng sống dở chết dở. Chết đi! Vệ sĩ đới gầm nhẹ một tiếng, khóe miệng nhếch lên. Tên vệ sĩ này tưởng thế nào, thì ra bị khí thế của mình hù dọa, sợ hãi đến phòng thủ cũng không dám, chỉ đứng im không nhúc nhích. Xem ra đây là ý trời, giúp hắn ghi công. Cẩn thận, cẩn thận! Thế nhưng đúng lúc vệ sĩ đới cho rằng hắn sắp hạ gục được người vệ sĩ, thì sau lưng hắn vang lên hai tiếng nói thất thanh. Vệ sĩ đới nghe thấy, biết một giọng nói là của trưởng lão cốc, giọng còn lại là của một vệ sĩ khác. Cẩn thận! Cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đang nhắc nhở tên vệ sĩ kia? Hừ! Chỉ là một tên vệ sĩ, chết trong tay hắn thì có gì to tát, vậy mà trưởng lão cốc và vệ sĩ tông lại nhát gan không được việc. Chương 603, đánh bại đới phong. Tên nhãi này, chắc mày vui mừng lắm, thua trong tay đới phong tao là niềm vinh hạnh của mày. Vệ sĩ đới mỉa mai quát lớn, thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn phát hiện thấy có gì đó không đúng, đến khi thấy mọi thứ trước mắt thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt lại. Không thể nào, điều này là không thể nào. Cú đấm của vệ sĩ đới quả thật rất lợi hại, Chu Dương đứng một bên cũng cảm nhận được làn gió mạnh vút qua đến rách da rách thịt. Nếu vệ sĩ đới gặp một người bình thường,
chắc chắn hắn sẽ hạ gục họ mà không vướng chút trở ngại nào. Nhưng đáng tiếc, người hắn đang đối đầu là Ngưu Xuyên. Khi còn cách ngực Ngưu Xuyên có 5 cm, cú đấm của vệ sĩ đới bị anh một tay nắm chặt cứng, không tài nào nhúc nhích thêm được, giống như trước mặt là một bức tường kim loại, ngăn không cho vệ sĩ đới làm hại tới Ngưu Xuyên. Làm sao có thể như vậy? Mày! Người trong cuộc như vệ sĩ đới có thể cảm nhận rõ ràng, cú đấm của mình bị Ngưu Xuyên chặn đứng, toàn bộ khí lực nhất thời đều tan thành mây khói. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đồng tử co lại, hắn nhìn Ngưu Xuyên mặt đầy cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng ý thức được điều gì đó không ổn, muốn nhanh chóng rút tay ra. Thế nhưng dù vệ sĩ đới có làm thế nào, cú đấm của hắn cũng bị khóa chặt. Lòng bàn tay Ngưu Xuyên như thể có lực hút siêu mạnh khiến hắn lực bất tòng tâm. Chẳng có gì là không thể, trời đất vô biên, người giỏi còn có kẻ giỏi hơn. Không phải ông vừa nói vậy sao? Giờ thì lượt tôi đáp lễ. Ngưu Xuyên mỉa mai một tiếng, bàn tay anh lập tức biến thành nắm đấm, đánh thẳng vào tay vệ sĩ đới. Rắc rắc, tiếng rạn xương vang vọng khắp tầng 2. Giờ phút này, Khổng Huy, Giang Phong, Trưởng Lão Cốc, vệ sĩ Tống, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Vừa mới rồi còn thấy vệ sĩ đới khí thế hung hăng, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, hét lên tiếng thảm thiết rồi rơi bịch xuống đất, và vỡ tan tành cả một cái bàn. Yên lặng, vô cùng yên lặng, cả tầng 2 hiện giờ đều vô cùng yên lặng. Không ai nói lời nào. Chu Dương và Ngưu Xuyên không hề bất ngờ trước kết quả này, nên cũng không nói thêm điều gì, chỉ thản nhiên nhìn mấy người bên Giang Phong. Còn nhóm Giang Phong thì kinh hãi ra mặt. Trưởng Lão Cốc và vệ sĩ Tông nhìn Ngưu Xuyên với ánh mắt dè chừng. Vệ sĩ đới, ông không sao chứ? Giang Phong trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn ta cho rằng tuy Ngưu Xuyên mạnh hơn mình, nhưng thực lực cũng chỉ có hạn. Còn vệ sĩ đới ở Giang gia phục vụ bấy lâu nay, thực lực đứng đầu, chắc chắn đánh bại được Ngưu Xuyên. Nhưng kết quả thật sự ngoài tính toán, Ngưu Xuyên bây giờ vẫn đứng vững, trong khi vệ sĩ đới bị hất bay ra ngoài, bổ nhào xuống đất, bộ dạng thê thảm đến không nỡ nhìn. Giang Phong cố bình tĩnh lại, vội vàng đi tới chỗ vệ sĩ đới kiểm tra tình hình. Nếu như vệ sĩ đới xảy ra vấn đề gì, Giang Phong nhất định sẽ bị nhiều người Giang gia chỉ trích, kể cả những người phục vụ khác trong Giang gia e là cũng sẽ đối xử lạnh nhạt với hắn. Đây là điều Giang Phong không muốn thấy, so với dự định gần đây trong lòng hắn, quả là có sự khác biệt lớn. Khụ khụ, tôi, nó. Sắc mặt vệ sĩ đới tái nhợt, hắn che ngực, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Khó khăn lắm hắn mới đỡ người dậy được, tay phải chậm chạp nhấc lên chỉ phía Ngưu Xuyên, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp nói đã gục xuống đất bất tỉnh. Giang Phong mặt trắng bệch, vội vàng xác nhận vệ sĩ đới không bị nguy hiểm tính mạng mới thở dài nhẹ nhõm. Thế nhưng vệ sĩ đới ngất đi thế này khiến hắn ta thật sự thấy rất khó tin. Ngưu Xuyên mới chỉ đánh vệ sĩ đới một quyền, vậy mà ông ta đã ngất đi. Tên Ngưu Xuyên kia rốt cuộc mạnh đến thế nào? Nếu đổi thành mình đối đầu với Ngưu Xuyên, liệu kết quả sẽ ra sao? Giang Phong ngây người tại chỗ, mãi lâu không nói gì. Đới Phong không sao chứ? Trưởng Lão Cốc khàn khàn hỏi. Vệ sĩ đới chỉ bị ngất xỉu, tôi sẽ gọi người đến đưa ông ta đi chữa trị. Giang Phong bừng tỉnh, vội kêu ông chủ tới để ông ta nhanh chóng thu xếp lại. Không ngờ rằng, cậu bạn này lại giấu nghề như vậy. Đến khi vệ sĩ đới được đưa đi điều trị, Trưởng Lão Cốc lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Ngưu Xuyên, trầm tĩnh nói. Ông ta không ngờ thực lực Ngưu Xuyên lại mạnh tới vậy, đến cả vệ sĩ đới cũng không chịu nổi một quyền dưới tay anh. Một quyền. Chỉ đúng một quyền, vệ sĩ đới đã ngất đi. Hơn nữa, Trưởng Lão Cốc vừa tự kiểm tra cho hắn ta, đây rõ ràng là do kinh mạch lệch vị trí khiến máu trào ra. Hay nói cách khác, vệ sĩ đới bị Ngưu Xuyên đánh cho một quyền làm tắc nghẽn kinh mạch. Thực lực như vậy, Trưởng Lão Cốc phải cố hết sức mới tự mình làm được. Trừ phi là bậc thầy võ giả. Chẳng nhẽ người thanh niên trẻ này lại là bậc thầy võ giả. Trong đầu Trưởng Lão Cốc xuất hiện suy nghĩ như vậy, nhưng ông ta nhanh chóng bác bỏ. Làm sao còn trẻ như vậy đã là bậc thầy võ giả được? Theo như ông ta biết, tỉnh Tương Tây đúng là có bậc thầy võ giả, nhưng người trẻ nhất cũng hơn 50 tuổi, chắc chắn không có chỗ cho người thanh niên trẻ trước mặt này. Hơn nữa, sự tồn tại của bậc thầy võ giả khắp cả nước không hề nhiều. Đó không phải những kẻ được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo. Bình thường, một gia tộc lớn như Giang gia cũng gần như không có khả năng mời một bậc thầy võ giả đến trấn giữ, phục vụ gia tộc.
Huống chi là để bậc thầy võ giả biến thành một vệ sĩ trẻ tuổi, lúc cần là gọi tới. Trưởng lão Cốc sống mấy chục năm, hoàn toàn không nghe tới chuyện như vậy. Thế nhưng, Ngưu Xuyên chỉ cần một chiêu đã khiến Đới Phong ngất xỉu, tức là thực lực của anh chắc chắn ở trên Đới Phong. Vậy là, ở dưới bậc thầy võ giả. Trưởng lão Cốc nheo nheo ánh mắt, trong lòng thầm so đo. Cậu Ngưu Xuyên này mạnh, dễ dàng đánh bại Đới Phong bằng một chiêu, nhưng còn non nớt, dùng lực hơi quá sức mà không biết kiềm chế. Người như vậy, trẻ tuổi đã thành danh, dễ sinh lòng kiêu ngạo. Dù thực lực rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Đó là không coi ai ra gì, cho mình là nhất. Đới Phong chỉ là muốn thân thiện so tài một phen, nhưng cậu bạn lại ra tay nặng như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, có thể giải thích cho tôi tại sao không? Trưởng lão Cốc đi về phía trước hai bước, tới gần Chu Dương và Ngưu Xuyên. Trong chớp mắt, khí lực sục sôi tỏa ra từ cơ thể ông ta, sau đó dâng trào như trận sóng đè ép Chu Dương và Ngưu Xuyên. Tức ngực, khó thở, cảnh sắc trước mắt trở nên mờ mờ. Đó là những gì Chu Dương vừa cảm nhận được, anh thấy mình như bị chìm sâu dưới nước, từng đợt sóng liên tục đánh tới, mỗi lần muốn ngoi lên mặt nước hít thở không khí, đều bị làn sóng mới vỗ nước vào. Hà, hà! Chu Dương thở gấp, sắc mặt đỏ dần lên, đến cả dáng ngồi cũng bắt đầu lắc lư. To gan! Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, Chu Dương thấy như có một cánh tay kéo anh lên khỏi mặt nước, vội vàng há to miệng hít thở. Anh Dương, anh thấy sao rồi? Ngưu Xuyên ghì hai bả vai của Chu Dương, khàn giọng quát lên, ánh mắt tràn đầy sự lo âu. Tôi không sao, vừa nãy. Giọng Chu Dương rất nhỏ, thanh âm khàn khàn, giống như là vừa sống sót sau tai nạn, nghe có chút vui mừng. Chương 604, trưởng lão Cốc ra tay. Anh Dương, ông lão vừa nãy là một võ giả, thực lực ông ta đã sắp đạt đến trình độ bậc thầy võ giả. Anh vừa bị khí thế của ông ta chèn ép đến nhiễm bệnh. Ngưu Xuyên nhẹ nhàng giải thích. Thì ra là vậy, bảo sao cảm giác vừa nãy thật khó tin, không ngờ rằng là tôi bị trúng đòn. Chu Dương cười khổ. Dù cảm thấy bản thân không gặp chút nguy hiểm nào, nhưng nếu vừa nãy không có tiếng quát của Ngưu Xuyên, Chu Dương không dám tưởng tượng giờ anh có thể ngồi vững ở chỗ này không nữa. Anh Dương, để em trừng trị ông ta. Giọng Ngưu Xuyên khàn khàn, cặp mắt anh ửng đỏ, vài tia máu thoáng ẩn thoáng hiện. Nếu vừa rồi anh không phản ứng kịp thời, thì e Chu Dương đã trúng đòn thật rồi. Anh Đinh Ninh trưởng lão Cốc dùng chiêu này để tấn công anh, không ngờ bản thân lại chỉ cảm nhận một khí thế rất yếu ớt. Một khắc sau anh mới bừng tỉnh nhận ra, mục tiêu của trưởng lão Cốc là Chu Dương. Ông lão kia, hôm nay dù ai đến đây cũng sẽ không cứu được ông. Ngưu Xuyên nổi giận quay đầu lại, đôi mặt trợn tròn giận dữ. Anh quát một tiếng, rồi lao vào tới chỗ trưởng lão Cốc. Ai, thật đáng tiếc. Trưởng lão Cốc liên tục lắc đầu, trong lòng thấy vô cùng tiếc nuối. Vừa mới rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là ông ta có thể dùng khí thế đè ép thuần phục Chu Dương. Nếu được vậy, thì dù Chu Dương có ra sao, cũng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được trước mặt ông ta. Nhưng đúng thời điểm mấu chốt nhất, thì bị Ngưu Xuyên phát giác rồi làm hỏng hết cả. Bây giờ, Ngưu Xuyên lại chủ động lao đến chỗ ông ta. Đúng là thanh niên, hành động theo cảm tính. Cũng được. Hôm nay tôi sẽ cho cậu xem kỹ sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Kể cả cậu có là bậc dưới của bậc thầy võ giả, tôi sẽ khiến cậu nuốt hận tại phòng trà giang gia này. Trưởng lão Cốc hạ giọng quát, vung tay lên, tà áo trên người không gió vẫn bay, mấy sợi râu bạc còn sót lại trên cằm cũng phất phơ ra phía trước. Các người lui về phía sau. Trưởng lão Cốc quay về phía nhóm Giang Phong dặn dò, sau đó thoát cái, cả người đã bước về phía trước 5-6 bước, tiến lên nghênh đón cú đấm của Ngưu Xuyên. Ầm, rầm, trong nháy mắt tay Ngưu Xuyên và trưởng lão Cốc chạm vào nhau. Hai người họ từng quyền đánh qua đánh lại. Nhóm Giang Phong chăm chú tập trung, nhìn chằm chằm vào trưởng lão Cốc và Ngưu Xuyên, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Dù bọn họ không nghĩ trưởng lão Cốc sẽ thất bại, nhưng cũng không muốn nhìn thấy sự cố nào phát sinh. Thậm chí Giang Phong còn tính toán, nếu trưởng lão Cốc có dấu hiệu thua cuộc, hắn và vệ sĩ Tông sẽ đồng thời ra tay. Chu Dương hoàn toàn ngược lại, anh hết sức thảnh thơi, trên mặt không lộ chút lo lắng. Ngưu Xuyên ra tay rất thành thục, mọi chiêu thức đều lưu lại vết thương trên cơ thể trưởng lão Cốc, trong khi mỗi lần ông ta tấn công Ngưu Xuyên đều chặn đứng lại. Trận chiến giữa hai người chẳng mấy chốc đã được 5 phút. Đừng coi 5 phút là ngắn ngủi, trong mắt cao thủ, từng giây từng khắc,
chỉ cần nháy mắt cũng đủ để hai bên phân chia thắng bại. Thường thì kết quả khi hai cao thủ tranh đấu được quyết định chỉ trong tích tắc, nên không ai dám phân tâm. Trưởng lão Cốc càng lúc càng kinh ngạc. Ông ta ước chừng trong 5 phút đấu với Ngưu Xuyên, nhiều lắm mới chỉ được 50 chiêu thức. Trưởng lão Cốc thấy kỹ nghệ của Ngưu Xuyên cũng tầm thường, dù ông ta bị trúng đòn không ít, nhưng lần nào cũng không đau không rát, gần như không hề hấn gì. Thế nhưng, cùng lúc đó, ông ta cũng phát hiện, mọi lần đánh trúng Ngưu Xuyên, đều bị cậu ấy vô tình chặn được. Ai chà, già quá rồi, đến cả một thằng nhãi ranh mà cũng không hạ gục được. Nếu đã như vậy thì mình sẽ không nương tay nữa, kết thúc trận đấu tại đây thôi. Trưởng lão Cốc trong lòng thở dài một tiếng, quyền cước tung ra ngày càng mạnh. Hạ nhẹ một quyền, trưởng lão Cốc nhìn Ngưu Xuyên với ánh mắt có chút nuối tiếc. Cậu bạn à, thực lực của cậu không tồi, nhưng muốn tiến bộ hơn thì không có khả năng. Nếu cậu đồng ý đi theo tôi đảm bảo trong vòng 10 năm cậu sẽ thành bậc thầy võ giả. Hai cánh tay ông ta buông thõng, đôi mắt nhìn Ngưu Xuyên mơ hồ có chút mong đợi. Trưởng lão Cốc vừa dứt lời, không chỉ sắc mặt Giang Phong trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, vệ sĩ Tông bên cạnh cũng trợn tròn mắt, nhìn trưởng lão Cốc và Ngưu Xuyên với biểu cảm không tin nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng lão Cốc là trưởng lão của mọi vệ sĩ trong Giang gia, thực lực thâm sâu, chỉ có lác đác vài trưởng lão vệ sĩ khác có thể đánh bại. Hơn nữa, không ít người muốn bái ông ta làm thầy, nhưng đều bị ông ta từ chối. Ngay cả với nhiều người trong Giang gia, kết cục hoàn toàn tương tự. Trong đó, nổi tiếng không ai bằng là Giang Bắc, con trai độc nhất của lão gia Giang Hành Phương nhà họ Giang. Thế nhưng bây giờ, Giang Bắc đã bị phế, trưởng lão Cốc càng không thể thu nhận hắn làm học trò. Vậy mà, trên tầng 2 phòng trà Giang gia, trước mặt Giang Phong, trưởng lão Cốc lại muốn thu nhận đệ tử, thậm chí còn thẳng thắn đảm bảo trong 10 năm nhất định đối phương sẽ lên cấp bậc thầy võ giả. Quan trọng nhất là, người lọt vào mắt ông ta là vệ sĩ của Chu Dương, đồng thời là một trong những kẻ thù của Giang Bắc. Trưởng lão Cốc, Giang Phong hết sức nhẫn nại, hạ thấp giọng nói, mong trưởng lão Cốc nghĩ kỹ, cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Cậu không cần nói nhiều, trong lòng tôi đã có dự tính rồi. Trưởng lão Cốc hoàn toàn không cho Giang Phong cơ hội mở lời, chỉ tiếp tục nhìn Ngưu Xuyên. Ông ta đang chờ, trừ phi Ngưu Xuyên đồng ý, nếu không ông ta sẽ không bỏ qua cho cậu ấy. Ha ha, ông lão, ông coi ông là ai mà dám bảo tôi trong 10 năm có thể lên cấp bậc thầy võ giả. Chính ông còn không phải bậc thầy võ giả, thì ông lấy gì ra bảo đảm vậy? Không cần tốn lời nhảm nhí, muốn đánh thì đánh, không đánh thì mau quỳ xuống xin lỗi anh Dương. Ngưu Xuyên lạnh lùng quát lớn, thái độ kiên quyết không chút do dự. Như thể đối với cậu ấy, lời bảo đảm của trưởng lão Cốc không là gì cả. Thằng danh này, mày điên rồi. Vệ sĩ Tông giận dữ, muốn tự mình ra tay. Cha, cậu bạn, nếu cậu quyết vậy, thì để tôi cho cậu xem thực lực của một người sắp đạt trình độ bậc thầy võ giả rốt cuộc là như thế nào. Trưởng lão Cốc cười khẩy một tiếng, đưa tay phải lên, toàn bộ tầng 2 như chìm vào thinh lặng. Hừ, ông ta quát lớn, chĩa thẳng bàn tay về hướng cổ Ngưu Xuyên. Chiêu thức nhìn đơn giản, nhưng sắc mặt Giang Phong và vệ sĩ Tông thì tái nhợt, tim đập thình thịch kích động liên hồi. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương, thậm chí còn có vài tia kiêng kỵ dè chừng. Bậc thầy võ giả, biến phức tạp thành đơn giản, quay trở về nguyên bản. Dù trưởng lão Cốc chưa đạt tới cảnh giới bậc thầy võ giả, nhưng chiêu thức vừa nãy sử dụng hệt như một bậc thầy võ giả, khiến người khác không khỏi hãi hùng. Tên Ngưu Xuyên này chết chắc rồi. Khóe miệng Giang Phong nhếch lên, trên mặt nở nụ cười ung dung vui sướng. Chỉ cần Ngưu Xuyên bị trưởng lão Cốc đánh cho tàn phế, thì Chu Dương đương nhiên không còn là trở ngại nữa, Giang Phong có thể dùng tay bắt giữ lại rồi giải đến đại viện Giang gia. Chương 605, đánh bại trưởng lão Cốc. Không chỉ có Giang Phong cho rằng như vậy, mà vệ sĩ Tông cũng nghĩ y như thế. Thực lực của trưởng lão Cốc là vô hạn gần đạt tới cảnh giới Tông sư võ giả, mà bây giờ chiêu thức này của ông ta, càng trực tiếp cho thấy thực lực mạnh mẽ của Tông sư võ giả. Giang Phong và vệ sĩ Tông gần như có thể chắc chắn rằng, người chưa đạt tới cấp bậc Tông sư võ giả thì không thể chống đỡ được chiêu thức này của ông ta. Nhưng trong lòng của Giang Phong lại thấy mơ hồ khó hiểu. Theo lý mà nói, năng lực của Ngưu Xuyên mạnh hơn hắn, vậy thì Ngưu Xuyên có lẽ có khả năng cảm nhận được chiêu thức này của trưởng lão Cốc rất mạnh mẽ. Vậy tại sao trên mặt của Ngưu Xuyên không có sự sợ hãi, mà Chu Dương cũng rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không chú ý đến đòn đánh này của trưởng lão Cốc?
đây. Khi Giang Phong vẫn đang thắc mắc, tại sao Ngưu Xuyên và Chu Dương không hề sợ hãi và lo lắng, thì trưởng lão Cốc đã tới trước mặt Ngưu Xuyên. Ông ta đưa tay làm tư thế con dao, chỉ trong chớp mắt đã kề gần sát vào cổ của Ngưu Xuyên. Tuy nhiên giây tiếp theo, tất cả mọi người đều sững sờ. Giang Phong trợn to mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng hơi mở ra, không nói được câu nào, ý nghĩ vừa xoẹt qua lại một lần nữa xuất hiện trong đầu. Vệ sĩ Tông sắc mặt cứng đờ, muốn ra tay nhưng đôi chân không nhấc lên được. Trưởng lão Cốc càng mở to hai mắt, muốn xem thử Ngưu Xuyên rốt cuộc là ai. Cậu rốt cuộc là ai? Chuyện này làm sao có thể? Giọng của trưởng lão Cốc tràn đầy kinh ngạc, đòn đánh này của ông ta, uy lực vô biên, có thể nói, người võ sĩ bình thường không thể có đủ năng lực phản kháng. Mấy chục năm qua, số người thất bại hoặc mất mạng dưới đòn đánh này của ông ta, không thể ước lượng được. Người chưa đạt đến cảnh giới tông sư võ giả thì không một ai sống sót. Nhưng bây giờ, đòn đánh mà bản thân luôn tự hào này, lại bị kẹp chặt bởi hai ngón tay của Ngưu Xuyên khi chỉ còn cách cổ của cậu ấy một cm. Điều này sao có thể chứ? Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu của trưởng lão Cốc, sắc mặt nhất thời cứng đờ, nhìn Ngưu Xuyên, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Cậu là tông sư võ giả, điều này làm sao có thể? Trưởng lão Cốc run rẩy nói, giống như cảm thấy lời mà bản thân nói ra, chính mình cũng không thể tin được. Từ xưa đến nay, tông sư võ giả vẫn luôn tồn tại, nhưng muốn trở thành tông sư võ giả, vốn dĩ hết sức khó khăn, trong tình huống bình thường, tông sư võ giả ít nhất đều trên 50 tuổi. Đương nhiên, cũng có một vài người dưới 50 tuổi trở thành tông sư võ giả, nhưng những người này, đều là đệ tử ưu tú nhất của các gia tộc lớn. Người như vậy, bản thân chính là đứa con của trời, tự có tôn nghiêm, không thể nào trở thành vệ sĩ của người khác. Còn Ngưu Xuyên trước mắt, nhìn thế nào, cũng không giống người như vậy. Tông sư võ giả sao? Chiêu này của ông, quả thực có uy lực của tông sư võ giả, nhưng chỉ là hữu hình, không có thần, lấy đà không đủ, uy lực tự nhiên cũng không đủ. Ngưu Xuyên cười lạnh lùng nói, hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra, lòng bàn tay của trưởng lão Cốc đột nhiên cong lại, lộ ra độ cong khó tin. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên, lòng bàn tay của trưởng lão Cốc bị Ngưu Xuyên hoàn toàn bị bẻ cong, năm ngón tay bị gãy. Tay của tôi, cậu, láo xược. Trưởng lão Cốc đau đớn, thảm thương hét lên một tiếng, râu ria bay tứ tung, hai mắt đỏ ngầu, nét hồng hào trên gương mặt nhanh chóng biến mất. Này, ông lão, đến bước này rồi, vẫn chưa nhận thức được khoảng cách thực sự giữa thực lực của tôi và ông à, còn nói năng ngông cuồng rằng tôi không đánh lại tông sư võ giả, chỉ dựa vào ông à, cũng xứng sao. Ngưu Xuyên cười nhếch mép, đập vào vai trưởng lão Cốc một cái, lập tức đánh bay người ông ta ra ngoài, gần giống như kết cục của vệ sĩ đới. Cậu, phụt, trưởng lão Cốc vốn đã bị thương, bây giờ lại bị Ngưu Xuyên đả kích đến như vậy, lập tức phun một ngụm máu đỏ tươi ra ngoài. Ông già kia cũng chỉ có vậy, xem ra, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của các anh. Chu Dương khẽ cười, đứng bật dậy, liếc mắt nhìn trưởng lão Cốc ngã trên mặt đất sắc mặt thê lương, rồi lại nhìn Giang Phong và vệ sĩ Tông vẻ mặt dè chừng phòng bị ở bên cạnh. Trước kia khi cả ba tên vệ sĩ đều ở đây, bọn họ vô cùng kiêu ngạo, hết sức ngông cuồng, giống như có bọn họ ở đây, Chu Dương và Ngưu Xuyên nhất định sẽ phải bỏ mạng, mặc cho Giang Phong và mấy tên vệ sĩ sâu xé, trà đạp. Nhưng bây giờ, dưới thực lực mạnh mẽ của Ngưu Xuyên, tên vệ sĩ đới và trưởng lão Cốc đã bị đánh bại thảm hại, sự kiêu ngạo hống hách của bọn chúng ngay lập tức tan biến sạch không còn một dấu vết. Chu Dương, anh đừng quá đắc ý, nơi này là địa bàn của Giang gia tôi, nếu như anh muốn làm to chuyện, cho dù Ngưu Xuyên có lợi hại hơn nữa thì các anh cũng không rời khỏi đây được đâu. Giang Phong hết sức kiêng dè, bây giờ hắn không dám tiếp tục ra tay với Chu Dương và Ngưu Xuyên. Ngay cả vệ sĩ đới và trưởng lão Cốc cũng không phải đối thủ của Ngưu Xuyên, thì hắn càng không có năng lực đánh trả. Có điều, hắn là Giang Phong, con trai nuôi của Giang Hành Nguyên, bản thân là người của Giang gia, tự nhiên có cốt cách rắn giỏi, ở địa bàn nhà mình, nếu như bất cứ ai xúc phạm rồi truyền thông tin ra ngoài, thì hắn sẽ bị mất sạch thể diện. Đắc ý, vẫn chưa đến mức đó, vài con tôm tép nhỏ, vẫn chưa đủ để tôi đắc ý, tôi tới đây, một là muốn nói chuyện với các anh. Hai là muốn đòi lại công lý cho Trần An và Lý Thần. Chu Dương trầm giọng nói. Lúc này, nụ cười trên gương mặt anh tiêu tan, chỉ còn lại vẻ u ám và lạnh lùng. Đối phó với Chu Dương thì có thể, nhưng nếu như làm hại đến người vô tội bên cạnh anh tuyệt đối sẽ không tha thứ. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Giang Phong lạnh lùng hỏi.
Chu Dương, cậu đừng cho rằng có vệ sĩ bảo vệ thì có thể ngang ngược ở tương Tây này. Người xưa có câu, núi cao còn có núi cao hơn, điều này không thể tùy tiện mà nói được. Ở tương Tây, người lợi hại hơn vệ sĩ của cậu cũng không phải ít. Ít ra, Khổng gia tôi cũng có người có thể xử lý các cậu dễ như trở bàn tay. Lúc này, Khổng Huy mới cười nhếch mép nói. Ngưu Xuyên có thể liên tiếp đánh bại vệ sĩ Đới và trưởng lão Cốc, quả thực khiến Khổng Huy hơi bất ngờ, đồng thời cũng khiến cho hắn hiểu rõ về sức mạnh thực sự của Ngưu Xuyên. Ít nhất, thực lực của Ngưu Xuyên tuyệt đối không như Giang Phong trước kia từng nói, chỉ mạnh hơn hắn một chút. Nếu như Ngưu Xuyên chỉ mạnh hơn Giang Phong một chút thì căn bản không thể liên tiếp đánh bại vệ sĩ Đới và trưởng lão Cốc. Hơn nữa, người có thể dễ dàng ngăn được đòn đánh có uy lực của tông sư võ giả như trưởng lão Cốc chỉ bằng một tay, cho dù không phải là tông sư võ giả thì cũng sắp đạt đến cảnh giới tông sư võ giả, ít nhất thực lực của Ngưu Xuyên mạnh hơn trưởng lão Cốc nhiều. Tuy nhiên, những điều này, đối với Khổng Huy mà nói đều không đáng là gì. Ít nhất, một người không phải tông sư võ giả, không thể khiến Khổng Huy cảm thấy dè chừng, thậm chí hắn còn không xem Ngưu Xuyên ra gì. Do đó Khổng Huy mới nhếch miệng cười. Chu Dương và Ngưu Xuyên khí thế mạnh mẽ, liên tiếp đánh bại vệ sĩ Đới và trưởng lão Cốc của Giang gia. Nhưng vậy thì sao chứ? Điều này liên quan gì đến Khổng Huy? Khổng Huy có lòng tin, Chu Dương và Ngưu Xuyên tuyệt đối không dám động đến hắn, chỉ cần hắn thông báo về gia tộc, đối phương nhất định sợ chết khiếp, đến lúc đó, người nên cầu xin tha mạng sẽ là Chu Dương và Ngưu Xuyên. Chương 606, Khổng Huy tự cho mình là đúng. Ha ha, thế sao? Là ai? Lão gia của Khổng gia sao? Chu Dương nhướng mày nói, quả thực anh hơi ngạc nhiên khi thấy Khổng Huy đến lúc này vẫn có thể tự tin như thế. Chẳng lẽ hắn bây giờ vẫn chưa phân biệt rõ tình thế, còn muốn dùng Khổng gia, hoặc dùng danh nghĩa của Khổng lão gia để khiến anh kiêng dè? Hừ, nếu như cậu đã nói vậy, thì cậu cũng nên biết, ông nội của tôi là tông sư võ giả, cả tỉnh tương Tây này cũng chỉ tồn tại vài người, bây giờ các cậu tốt nhất là xin lỗi tôi và Giang Phong. Đồng thời ngoan ngoan đến Giang gia, quỳ xuống xin lỗi, hoặc tôi sẽ nhờ ông nội của tôi làm chủ, tha cho các cậu. Khổng Huy rất tự tin, gương mặt đầy sự đắc ý. Có thể các cậu chưa biết, Giang Phong là một trong những đệ tử của ông nội tôi cả một đời chỉ nhận 3 đệ tử, nếu như các cậu không xin lỗi, hậu quả không phải là điều các cậu có thể gánh vác được đâu. Hắn vừa dứt lời, tầng 2 của quán trà vô cùng yên tĩnh. Giang Phong im lặng không lên tiếng. Hắn chỉ nuốt nước bọt, cảm thấy Khổng Huy nói như vậy, căn bản không hề có tác dụng gì, có điều hắn cũng không có lý do để ngăn cản Khổng Huy. Bây giờ, ngay cả trưởng lão Cốc cũng không phải đối thủ của Ngưu Xuyên, vậy thì chỉ dựa vào hai người hắn và vệ sĩ Tông, càng không thể đánh bại Ngưu Xuyên. Nói cách khác, bây giờ Chu Dương và Ngưu Xuyên muốn làm thế nào với hắn thì hắn cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Khổng Huy nói như vậy, quả thực có thể thu hút sự chú ý của Chu Dương. Nếu như Chu Dương và Ngưu Xuyên e dè sự tồn tại của Khổng gia, vậy thì hắn cũng có thể lấy lại thể diện của mình. Suy cho cùng, cũng không ai muốn tự nhiên đắc tội một tông sư võ giả. Còn nếu Chu Dương và Ngưu Xuyên không nể mặt, vậy thì Khổng Huy sẽ là người đầu tiên không đồng ý, hắn nhất định phải kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Khổng lão gia. Cứ như vậy, Khổng lão gia với tư cách là một tông sư võ giả, bị người khác phớt lờ như vậy, căn bản không thể nhẫn nhịn hay tha thứ. Chỉ cần Khổng lão gia ra mặt, xử lý Chu Dương và Ngưu Xuyên, thì có thể dễ dàng đánh bại bọn họ trong nháy mắt. Chu Dương, hôm nay anh tới đây, chẳng qua là vì đòi lại công đạo cho Trần An và Lý Thần, các anh đã tới thì chứng tỏ bọn họ đã không sao đúng không, tôi có thể bồi thường cho bọn họ. Về việc anh bảo rằng muốn nói chuyện hẳn hoi với chúng tôi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, dẫu sao chúng ta cũng không thân quen gì, còn về người này, anh có thể đưa hắn đi, chúng tôi sẽ không quản nữa. Giang Phong biết đạo lý dừng tay đúng lúc, nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên dè chừng khi nghe thấy lời nói của Khổng Huy, vì thế hắn muốn nói rõ ràng hai chuyện này. Ít nhất có thể khiến bản thân không rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ngộ nhỡ Chu Dương và Ngưu Xuyên tức giận, căn bản sẽ không để ý tới danh tiếng của Khổng gia và Khổng lão gia, vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành đối tượng tấn công của Chu Dương và Ngưu Xuyên. Trong trường hợp này, lựa chọn bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Giang Phong, anh cần gì phải như thế, có tôi ở đây, bọn họ không dám làm gì anh đâu. Khổng Huy hơi bất mãn, hắn đã nói ra danh tiếng của Khổng gia và Khổng lão gia tông sư võ giả duy nhất của Khổng gia, danh tiếng này, đủ để khiến hầu hết mọi người kinh sợ.
Nhưng Giang Phong vẫn như thế, trong lòng có sự e dè với Chu Dương và Ngưu Xuyên, điều này chứng tỏ không tin tưởng Khổng Huy hắn. Nếu như không phải xem Giang Phong là đệ tử đích thân truyền dạy của Khổng lão gia, Khổng Huy sớm đã giận dữ bỏ đi. Bốp bốp bốp. Vào lúc này, Chu Dương lại vỗ tay tán thưởng. Anh nhìn Khổng Huy và Giang Phong, ánh mắt đầy sự mỉa mai. Hay cho cảnh anh em tình thâm. Đối với Chu Dương, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho người ta hết sức chán ghét, hận không thể coi như mắt không nhìn thấy gì. Không sai, tôi quả thực không dám làm gì Giang thiếu gia. Chu Dương cười nói. Nhưng lời này lọt vào tai của Khổng Huy, lại mang ý chịu thua, khiếp sợ. Xem đi, tôi đã nói hắn không dám động đến anh, có ông nội tôi ở đây, Chu Dương sẽ không thể tạo sóng gió gì ở tương Tây này. Khổng Huy dương dương tự đắc nói. Tôi quả thực không dám động đến Giang thiếu gia và Khổng thiếu gia, dù sao đây là xã hội hiện đại, tôi là người tuân thủ pháp luật, sẽ không tùy tiện ra tay giết người, tuy nhiên chỉ cần không giết các anh, giữ lại tính mạng của các anh, những cái khác tôi muốn làm thế nào, không ai dám ngăn cản tôi. Ngữ khí của Chu Dương thay đổi đột ngột, trở nên kích động hơn, giống như khi anh nhìn thấy Khổng Huy và Giang Phong lúc vừa đến quán trà. Láo xược, Chu Dương, cậu lại dám nói với tôi như vậy, cậu có tin? Bốp, nghe thấy Chu Dương nói như vậy, Khổng Huy lập tức tức giận, hung hăng chỉ tay vào Chu Dương, thần sắc trên mặt dữ tợn. Nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị Chu Dương ngắt lời. Chu Dương bước lên phía trước tát thẳng vào mặt của Khổng Huy. Ngay lập tức, Khổng Huy bị đánh bay thẳng qua một bên, ngã xuống bàn khiến chiếc bàn vỡ nát. Khuôn mặt của Khổng Huy, ngoài vết hằn bàn tay in đậm dễ nhận ra, mũi thậm chí còn chảy máu. Xì sao? Chu Dương lạnh lùng liếc nhìn Khổng Huy, nghiêm nghị nói. Từ trước đến nay, Chu Dương vẫn không coi Khổng Huy ra gì. Một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết dựa vào Khổng gia, dựa vào ông nội là tông sư võ giả. Vốn dĩ, Chu Dương không định tính toán với Khổng Huy. Nhưng đối phương cứ không ngừng khiêu khích, dáng vẻ coi thường anh khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu đã như vậy, thì Chu Dương dự định sẽ giải quyết toàn bộ những mâu thuẫn từ trước đến nay với Khổng Huy. Lúc đầu, Khổng Huy được Vương Vĩ giới thiệu, tham gia buổi lễ khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, nhưng khi hai bên gặp mặt chào hỏi, Khổng Huy đã ỷ vào gia thế của bản thân, dám động tay động chân với Thẩm Bích Quân. Đây là điều thứ nhất. Chu Dương ra tay dạy dỗ Khổng Huy, khiến hắn ôm hận trong lòng, rồi tìm tới Trần Thiên Hạo bảo hắn đánh Chu Dương để báo thù, nhưng trái lại còn bị Chu Dương đánh cho một trận thê thảm. Đây là điều thứ hai. Hắn hợp tác với Vương Vĩ hung hăng càn quấy. Lợi dụng người khác để quấy rối chi nhánh thành phố Liễu, hơn nữa còn nhiều lần giúp Vương Vĩ đối phó với Chu Dương. Đây là điều thứ ba. Xúi dục Trương Hải, suýt chút nữa giết chết Trần An và Lý Thần. Đây là điều thứ tư. Nói năng thô lỗ, dáng vẻ hống hách không coi Chu Dương ra gì, còn muốn Chu Dương nhận sai xin lỗi, ngoan ngoãn đến Giang gia, quỳ xuống nhận tội. Đây là điều thứ năm. Tất cả năm điều này. Bất cứ điều nào cũng đủ lý do để Chu Dương ra tay với Khổng Huy. Cái tát vừa nãy, Khổng Huy đáng phải chịu, bất cứ ai cũng không có lý do để phản bác. Chu Dương, cậu lại dám đánh tôi và ông nội tôi nhất định không tha cho cậu, Khổng gia tôi sẽ khiến cậu không được yên thân. Khổng Huy mất một lúc mới phản ứng lại, hắn bị Chu Dương tát cho một bạt tai, đột nhiên thẹn quá hóa giận, điên cuồng gào thét. Ngưu Xuyên, cho hắn câm mồm lại. Chu Dương cau mày. Trong lòng vô cùng ghê tởm người như Khổng Huy. Vâng. Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, sải bước đến trước mặt Khổng Huy, vung tay tát vào mặt hắn. Sức mạnh khủng khiếp khiến Khổng Huy trực tiếp ngất đi, vết hằn bị tát trên mặt càng hiện rõ hơn, thậm chí vùng da non mềm ở giữa hai má cũng hơi lở loét. Chương 607, tôi có thể trở thành tông sư võ giả không? Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Phong lập tức chấn động. Khổng Huy đúng là không biết điều. Cho dù Khổng gia và hắn nội của hắn sau này sẽ đối phó và trả thù Chu Dương bằng cách nào. Nhưng bây giờ, bản thân hắn đang nằm trong tay của Chu Dương, mặc cho Chu Dương gây khó dễ. Lúc này, không nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, nói vài câu tốt đẹp với Chu Dương, mà ngược lại còn hung hăng mắng chửi. Hắn nghĩ mình có năng lực đó sao, đúng là tự tìm đường chết. Chu Dương, rốt cuộc anh muốn thế nào? Giang Phong run rẩy nói. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ bản thân. Cho dù sau này hắn muốn báo thù Chu Dương như thế nào, thì việc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn của mình trước đã. Nhớ lại những việc xảy ra vào ngày hôm nay,
trong lòng Giang Phong lập tức cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ đến giao ước của bản thân với Trương gia, thái độ của Giang Phong càng khiêm tốn hơn, giống như lúc này hắn chỉ là một người yếu ớt vô hại, bị người khác bắt nạt. Đưa hắn theo, trở về với tôi, đợi Trần An và Lý Thần tỉnh lại thì hãy nhận lỗi trước mặt hai người họ. Chu Dương lạnh lùng nói. Vì Trần An và Lý Thần, anh chỉ có thể làm như vậy. Nếu Khổng Huy và Giang Phong muốn hại chết bọn họ, vậy thì phải để hai tên đó đến trước mặt họ để xin lỗi. Còn về phần Trương Hải, Chu Dương căn bản không quan tâm đến người này. Đối mặt Giang Phong và Khổng Huy thì người như hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nếu như hắn vẫn u mê không tỉnh ngộ, khăng khăng cho rằng hai người Khổng Huy và Giang Phong sẽ giữ lời mà thực hiện cam kết trước đây với hắn. Vậy thì bây giờ, Trương Hải có thể chuẩn bị tinh thần đi tham quan nghĩa địa là được rồi. Nếu không thì hắn nên sớm trở về Đông Hải, cố gắng hạ thấp hết mức sự tồn tại của mình, đây mới là việc cần làm nhất lúc này. Có điều những việc này, Chu Dương đều không quan tâm, đương nhiên cũng không đi nhắc nhở Trương Hải. Đây là lựa chọn của hắn, nên hắn phải tự gánh lấy mọi hậu quả. Được, không thành vấn đề. Giang Phong trầm tư trong giây lát, lập tức đồng ý. Dù sao cũng chỉ là gặp Trần An và Lý Thần nhận lỗi thôi mà. Tục ngữ có câu, giữ được rừng xanh thì không sợ không có củi đốt. Giang Phong nhận thấy chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ được sự tức giận trong lòng Chu Dương. Đợi đến khi hắn trở về Giang gia, sẽ từ từ vạch ra kế hoạch trả thù. Một tiếng sau, tôi hy vọng có thể nhìn thấy các anh ở trong bệnh viện. Chu Dương lạnh lùng nói, nhanh chóng xoay người đi thẳng xuống tầng 1. Anh đến đây chính là vì việc này. Còn việc liên quan đến Vương Vĩ, sau ngày hôm nay chắc chắn Khổng Huy cũng sẽ không liều mình tiếp tục giúp đỡ ông ta nữa. Không có sự giúp đỡ của Khổng Huy, thì mấy người Vương Vĩ cũng chỉ là một đám ô hợp, không chút tài cán. Thậm chí, cũng không cần anh ra mặt, một mình Diệp Phương cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, khiến cho mỹ phẩm thành phố Liễu không còn cơ hội tiếp tục phát triển ở thành phố Liễu, ở tỉnh Tương Tây nữa. Chu Dương và Ngưu Xuyên rất nhanh đã rời khỏi quán trà, cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Giang Phong. Vào lúc này, Giang Phong mới cảm nhận được áp lực mơ hồ đang đè nặng trên người hắn dần dần biến mất khi Chu Dương rời đi. Vệ sĩ Tông. Giang Phong liếc nhìn vệ sĩ Tông đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lần này cả ba tên vệ sĩ đều xuất hiện, trong đó vệ sĩ Đới thì bị Ngưu Xuyên đánh ngất, bây giờ đã đưa đến bệnh viện chữa trị. Còn trưởng lão Cốc cũng bị Ngưu Xuyên đánh đến hộc máu, lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Chỉ có vệ sĩ Tông vẫn chưa ra tay nên vẫn mạnh khỏe bình yên như cũ. Giang thiếu gia, lần này là do chúng tôi đã quá lỗ mãng, không tra xét rõ tình hình của đối phương, lỗi này chúng tôi xin nhận, nhưng không có nghĩa là Giang gia sẽ chịu khuất phục, tuy trưởng lão Cốc không phải là đối thủ của tên vệ sĩ đó, tuy nhiên anh đừng quên rằng chúng ta vẫn còn mấy vị trưởng lão khác có thực lực mạnh hơn cả trưởng lão Cốc. Thậm chí, nếu đại trưởng lão ra tay, thì tên vệ sĩ đó nhất định không phải đối thủ của ông ấy. Việc này, tôi phải về báo lại với nhóm vệ sĩ, tôi không thể tự mình làm chủ những quyết định sau này, có điều tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp về Giang thiếu gia. Vệ sĩ Tông nói xong, lập tức cõng trưởng lão Cốc rời khỏi quán trà. Trong quán trà lúc này, chỉ còn lại Khổng Huy, Giang Phong cùng với Trương Hải đang đứng một bên sững sờ đờ đẫn. Tất cả mọi việc vừa xảy ra, thật sự là chấn động rất lớn đối với Trương Hải, đến bây giờ hắn vẫn chưa phản ứng lại được. Trương Hải, đây là việc tốt mà cậu làm à? Giang Phong lạnh lùng khịt mũi, giọng điệu mang theo sự tức giận, lập tức khiến Trương Hải dùng mình run sợ. À, Giang thiếu gia, tôi. Trương Hải khóc không ra nước mắt, mọi việc vừa mới xảy ra, không nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí nó còn vượt ra khỏi nhận thức của bản thân hắn. Sự việc như vậy, đừng nói là hắn mà cho dù có đến 100 người, e rằng cũng không có người nào có thể ngờ được. Cậu đi trước đi. Tôi còn có việc muốn nói với Khổng Huy. Trên mặt Giang Phong lộ ra vẻ xem thường, hắn không muốn nói chuyện với Trương Hải, nhưng bây giờ, Trương Hải lại đứng ở đây cản trở, khiến hắn không thoải mái lắm. À, đúng rồi Giang thiếu gia, trước đây anh có nói, chỉ cần tôi ám sát được Chu Dương thì... Tôi đã nói cái gì? Hơn nữa cậu đã ám sát thành công chưa? Được rồi, tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với cậu, cút đi. Trong phút chốc, Giang Phong thậm chí đã có ý định giết người, nhưng vừa nghĩ đến Chu Dương có thể vẫn đang ở gần đây, hắn lập tức bình tĩnh lại, chỉ là không muốn tiếp tục nhìn thấy Trương Hải thêm một giây phút nào nữa. Khi Chu Dương và Ngưu Xuyên rời khỏi quán trà đã bắt gặp một vài ánh mắt không mấy thiện cảm,
bọn họ đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh. Xem ra Giang gia có thể trở thành một trong năm gia tộc lớn, không phải là không có lý do, để duy trì hoạt động của những tai mắt này, cũng phải hao tốn một lượng lớn tài lực và nhân lực, gia tộc nhỏ bình thường, căn bản là không duy trì được như vậy. Chu Dương cười nói, từ điểm này của Giang gia có thể thấy, gia tộc lớn đều sẽ có đầy đủ phòng hộ và bảo vệ quanh gia tộc. Mà lần trước anh vẫn có thể gây náo loạn một trận trong bữa tiệc của Giang gia, e rằng đằng sau còn có những nguyên nhân khác. Xuyên tử, cậu cảm thấy thực lực của mấy lão già vừa rồi như thế nào? Chu Dương nhìn Ngưu Xuyên, hơi tò mò hỏi. Hôm nay việc bị áp đảo bởi khí thế của trưởng lão Cốc, khiến Chu Dương cảm thấy chán nản, đồng thời trong lòng anh cũng nảy sinh suy nghĩ. Nếu anh có thể giống như Ngưu Xuyên, vậy thì sau này làm việc gì cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí nữa. Trưởng lão Cốc đó thực lực rất mạnh, ngay cả tông sư võ giả cũng khó mà đến gần, một người chưa đạt đến cảnh giới tông sư võ giả thì căn bản không thể chống đỡ nổi đòn đánh như dao cắt của ông ta. Nếu cho ông ta thêm 5 năm nữa thì ông ta có thể đột phá lên đến cảnh giới tông sư võ giả. Ngưu Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói. Xem ra Giang gia vẫn còn ẩn tình bên trong, nói không chừng thật sự có sự tồn tại của tông sư võ giả. Chu Dương bình thản nói, trong lòng lập tức nghĩ đến rất nhiều việc. Ngay cả Giang gia ở tỉnh Tương Tây cũng có những bí mật như thế. Vậy thì một trong bốn gia tộc lớn như Chu gia ở thủ đô xa xôi thì thế nào? Phải chăng nội tình bên trong còn lớn mạnh hơn nhiều so với Giang gia, thậm chí, tông sư võ giả không phải không tồn tại, mà ngược lại số lượng cũng không hề ít. Chu Dương biết nếu anh đi hỏi Trần Thế Hào, thì ông ấy cũng không nói cho anh biết. Có điều, nếu chỉ là những việc này, thì còn lâu mới dọa được anh. Chắc chắn trong tương lai anh nhất định phải trở về Chu gia. Nhưng anh tuyệt đối không thể tiếp tục ỷ lại vào Ngưu Xuyên như vậy được. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Dương trở nên kiên định hơn. Xuyên tử, cậu nói xem tôi có thể trở thành tông sư võ giả giống như cậu không? Chương 608, đến bệnh viện. Ngưu Xuyên im lặng. Cậu không biết phải trả lời Chu Dương như thế nào, vào lúc này cậu có thể cảm nhận được mong muốn được trở thành tông sư võ giả của Chu Dương mạnh đến mức nào. Nhưng sở dĩ tông sư võ giả có được thực lực mạnh mẽ hơn người là do quá trình tập luyện vô cùng khó khăn vất vả. Trong 100.000 người thì chỉ có thể xuất hiện từ 1 đến 2 tông sư võ giả. Phần lớn những người tập võ, cả đời đều không đạt được cảnh giới này. Anh Dương, nếu anh muốn, em có thể giúp anh. Ngưu Xuyên chỉ có thể trả lời như vậy với Chu Dương. Cậu ấy trở thành tông sư võ giả, không phải bởi vì bản thân có công pháp cao thâm gì, mà nhờ được tích lũy trong quá trình huấn luyện ở doanh trại quân đội và huấn luyện thực chiến. Còn Chu Dương, một mặt tuổi của anh cũng không còn nhỏ, mặt khác anh lại không có nền tảng võ thuật. Nếu anh hỏi người khác thì chỉ có thể nhận được câu trả lời là không thể. Nhưng Ngưu Xuyên lại muốn giúp đỡ Chu Dương, cho dù anh không thể trở thành tông sư võ giả, nhưng đổi lại anh sẽ có bản lĩnh có thể tự bảo vệ mình, xem như cũng là một việc tốt. Tôi biết rồi. Chu Dương gật đầu. Không tiếp tục vấn đề này nữa. Anh cũng biết, Ngưu Xuyên không phải đang nói dối. Cậu ấy đã nói như vậy, thì có nghĩa là anh thật sự không thể trở thành tông sư võ giả. Hai người suốt dọc đường đi cũng không nói lời nào, bọn họ rất nhanh đã đến bệnh viện nhân dân số 1 ở thành phố Trường Sa. Trần An và Lý Thần đã được đưa vào đây điều trị. Chu Dương và Ngưu Xuyên đến quầy lễ tân trước bệnh viện hỏi thăm một chút, sau đó cả hai cùng nhau đi đến tầng 3. Thực ra, cơ thể của Trần An và Lý Thần không bị tổn thương quá lớn. Nhưng nguyên nhân khiến họ chưa tỉnh lại là do hoàn cảnh và tâm lý của hai người họ bị tổn thương khá sâu sắc, bây giờ đang chuyên tâm nghỉ ngơi trong phòng VIP. Trong phòng bệnh, Thẩm Bích Quân đã đến từ sớm. Ngoài ra còn có Tạ Linh Ngọc, Trần Thế Hào, Tô Vĩ. Dù sao Trần An và Lý Thần cũng từ Đông Hải đến tỉnh Tương Tây cùng với họ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, họ không thể xem như không biết gì được. Hai người trở về rồi. Nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên, Thẩm Bích Quân vội vàng hỏi. Sao rồi? Cô biết Chu Dương và Ngưu Xuyên đã đi đâu, do đó trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, sợ rằng Chu Dương và Ngưu Xuyên đi đến địa bàn của Giang gia sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy hai người đã trở về an toàn thì lo lắng trong lòng Thẩm Bích Quân cũng được buông xuống. Ánh mắt của mọi người cũng dồn dập nhìn qua, muốn nghe xem Chu Dương nói thế nào. Tuy Trần An và Lý Thần không quá thân thiết với họ, nhưng dù sao cũng xem như người nhà với nhau. Bây giờ người nhà mình trở thành như vậy, Chu Dương thân là người dẫn đầu,
nếu anh không giải quyết việc này, vậy thì khó tránh khỏi sự thắc mắc của một vài người. Cho dù những người thân thiết sẽ không có ý kiến gì với Chu Dương, nhưng cũng có không ít người từ Đông Hải đi đến tỉnh Tương Tây cùng anh, e rằng họ sẽ không hiểu được Chu Dương. Thậm chí, có thể bởi vì hai bên xảy ra mâu thuẫn mà trong lòng sinh ra khúc mắc cuối cùng dẫn đến cảnh mỗi người đi mỗi ngã. Dẫu sao sự việc như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Cũng giống như Vương Vĩ lựa chọn trở mặt với Chu Dương trong ngày khai trương chi nhánh thành phố Liễu, mà nguyên nhân dẫn đến hành động của Vương Vĩ có thể là do mâu thuẫn của hai người. Giải quyết xong rồi, đợi lát nữa sẽ có người đến nhận lỗi với hai người họ. Chu Dương mỉm cười nói, xem như cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Tuy rằng mọi người có mong đợi rất lớn với anh, nhưng bọn họ cũng hiểu đạo lý nếu đòi hỏi quá sẽ không phải chuyện tốt. Có thể khiến Trần An và Lý Thần trở thành như vậy, kẻ đó nhất định là người có gia thế lớn, thậm chí là người có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Ép buộc được kẻ như vậy đến nhận lỗi, Chu Dương cũng xem như đã làm vô cùng tốt rồi. Nếu thật sự tính toán đến cùng, khiến cho đối phương một mạng đổi một mạng, chắc chắn sẽ dẫn đến ý nghĩ muốn trả thù lại của những kẻ đó. Họ có thể hiểu, nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù Chu Dương có lợi hại đến thế nào, thì cũng chỉ có một mình anh đối mặt với việc bị công kích và trả thù. Mà bọn họ, lại hoàn toàn không có cách gì để giúp đỡ anh. Càng huống hồ, theo như Chu Dương nói, Trần An và Lý Thần dù sao cũng là người ngoài, quan hệ cũng không quá thân thiết. Chỉ cần Chu Dương làm được những việc anh có thể làm, cũng là quá tốt rồi. Thật sự là do người của Khổng Huy và Giang Gia ra tay sao? Trần Thế Hào lạnh lùng nói, ông đứng bên cạnh giường bệnh, trên mặt lộ rõ vẻ căm phẫn giận dữ. Cả người ông giống như một bức tượng điêu khắc, nếu không cẩn thận quan sát, sẽ dễ dàng không chú ý đến ông. Người như vậy, khi không làm gì thì tĩnh lặng như núi, nhưng một khi đã có ý muốn trả thù, thì sẽ thiêu cháy tất cả mọi thứ xung quanh. Do đó, khi ông vừa lên tiếng, thì giống như có một áp lực vô hình bao trùm lên cả phòng bệnh. Trong lòng Trần Thế Hào rất tức giận. Hai ngày nay, ông bận rộn giải quyết việc của mình, cho nên không chú ý nhiều đến việc này. Nếu không phải Trần Hân nói cho ông biết mọi việc, thì có lẽ đến bây giờ ông vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trần An và Lý Thần đều là người Đông Hải, cũng xem như có quen biết với Trần Thế Hào, sau khi đến tỉnh Tương Tây, bọn họ cũng ít qua lại với nhau. Trần Thế Hào vẫn luôn cảm thấy Trần An và Lý Thần rất có triển vọng, chỉ cần đi theo Chu Dương, đợi đến khi anh trở về Chu gia, vậy thì tương lai của họ sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng bây giờ, hai người họ đang nằm trên giường bệnh, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trải qua việc lần này, chắc chắn sẽ để lại trong lòng họ một nỗi ám ảnh khó mà xóa bỏ. Cho dù là một năm, 5 năm hay 10 năm, chỉ sợ là Trần An và Lý Thần đều sẽ nhớ mãi không quên, ngày hôm đó, trong cung thể thao ở Trường Sa, dưới bóng tối không chút ánh sáng, âm thanh nước nhỏ giọt tí tách không ngừng vang lên. Ừ, Khổng Huy và Giang Phong ra tay, có điều chuyện này đã giải quyết xong rồi, tôi và Ngưu Xuyên vừa đến khu vực gần Giang gia, cũng đã dạy cho bọn họ một bài học, lát nữa họ sẽ đến đây. Chu Dương trầm giọng nói, anh cảm nhận được sự tức giận của Trần Thế Hào, trong lòng anh cũng hơi áy náy. Chung quy vẫn là do bản thân anh quá kiêu ngạo, không phòng ngừa được mọi việc có thể xảy ra, nên mới tạo cơ hội cho Khổng Huy và Giang Phong thực hiện được ý đồ xấu. Trương Hải đâu? Trần Thế Hào lạnh lùng hỏi. Cách giải quyết của Trần Thế Hào đối với kẻ phản bội, trước nay vẫn luôn dứt khoát. Khi ở Đông Hải, hễ là người phản bội ông, thì đều sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Trở thành người tàn phế cũng được xem là kết cục khá ổn. Người nghiêm trọng hơn thậm chí còn bị Trần Thế Hào cho người dìm xuống sông Hoàng Phố. Phải rồi, Chu Tổng, tên phản bội Trương Hải vậy mà lại chạy thoát rồi. Không sai, nếu không phải tại vì Trương Hải, thì Trần An và Lý Thần căn bản cũng không trở thành như bây giờ. Trước đây tôi còn thấy, Trương Hải khuyên Trần An và Lý Thần đi cùng hắn, vậy mà sau này, Trương Hải thì phản bội, còn Trần An và Lý Thần lại không rõ tâm tích. Chu Tổng, anh nhất định không thể tha cho Trương Hải. Mọi người lập tức cảm thấy bất mãn. Không ít người ở đây có quan hệ khá tốt với Trần An và Lý Thần. Bọn họ đương nhiên là vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của hai người họ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nếu như không phải Trương Hải thì Trần An và Lý Thần sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Không ai biết được, sau khi hai người họ tỉnh lại, biết được những chuyện đã xảy ra, thì họ sẽ có phản ứng như thế nào. Đối phó với kẻ làm phản, không cần chúng ta ra tay. Chu Dương khẽ lắc đầu,
anh không muốn tiếp tục nhắc đến Trương Hải, cũng không muốn Trần Thế Hào đi xử lý hắn. Dù sao, kết cục của những kẻ như hắn sớm đã được định đoạt, căn bản không cần anh hay Trần Thế Hào hoặc người nào khác ra tay xử lý hắn. Kết cục tốt nhất của Trương Hải là nhanh chóng trở về Đông Hải, sau đó khiêm tốn làm người. Cho dù là vậy, sau khi trở về Đông Hải, những người trước mắt này đều sẽ trở thành ác mộng của hắn. Chương 609, nhận lỗi. Chu Dương ở trong phòng bệnh một lúc, xác nhận Trần An và Lý Thần không nguy hiểm đến tính mạng, còn khi nào sẽ tỉnh lại, cái này rất khó nói, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của mỗi người bọn họ. Nói cách khác, nếu như ý chí của Trần An và Lý Thần mạnh mẽ, vậy thì bọn họ sẽ sớm tỉnh lại. Ngược lại, nếu ý chí của hai người không mạnh mẽ, thậm chí là yếu đuối, vậy muốn tỉnh lại sẽ rất khó khăn. Anh Dương, người đến rồi. Lúc này, Ngưu Xuyên đi vào, nhẹ nhàng nói. Điều này cũng thu hút sự chú ý của người khác. Lúc Chu Dương vừa trở lại, anh nói sẽ có người tới đây xin lỗi. Bây giờ Ngưu Xuyên bảo rằng người đến rồi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Lúc Ngưu Xuyên đang nói chuyện, hai bóng người đi thẳng vào trong. Chính là Khổng Huy và Giang Phong. Nhìn thấy hai người này, đa số mọi người trong phòng bệnh đều trợn trừng mắt nhìn, hận không thể xông lên, dạy dỗ hai người kia một bài học nghiêm khắc. Bọn họ đã khiến Trần An và Lý Thần trở nên như vậy. Khổng Huy và Giang Phong đi vào phòng bệnh, đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình tràn đầy thù hận, đồng thời họ cũng cảm thấy mọi người lúc này hận không thể nuốt sống bọn họ. Nhưng đây có là gì? Đối với Khổng Huy và Giang Phong mà nói, hầu hết những người ở đây không ai có thể tạo ra sự uy hiếp nào đối với bọn họ, cũng không có quan hệ giao lưu thân thiết gì. Cho nên hai người hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt thù hận của đám người này. Bây giờ điều bọn họ cần quan tâm là thái độ của Chu Dương mà thôi. Huống hồ, trước đây Chu Dương từng nói, chỉ cần họ xin lỗi Trần An và Lý Thần thì chuyện này coi như cho qua. Cho nên, họ hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Chẳng phải chỉ là một lời xin lỗi thôi sao? Điều này quá đơn giản. Đưa qua đây. Giang Phong nhẹ nhàng nói. Sau đó, một người đi từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai hộp quà lớn màu đỏ. Chu Dương, đây là quà nhận lỗi do tôi và Khổng Huy đưa đến, là hai củ nhân sâm 300 năm tuổi, để cho họ dùng có thể tỉnh lại nhanh hơn. Đồng thời, tổn thương trên cơ thể trước đây cũng sẽ nhanh chóng được lành lại. Giang Phong đặt hai hộp quà trên đầu giường, ánh mắt nhìn Chu Dương. Hắn muốn xem phản ứng của Chu Dương, nhưng nét mặt Chu Dương không hề thay đổi, điều này khiến cho Giang Phong hơi thất vọng. Lẽ nào, nhân sâm 300 năm tuổi, hơn nữa còn là hai củ, đối với Chu Dương mà nói không có chút hấp dẫn nào sao? Có điều, Chu Dương không phản ứng, nhưng những người khác thì không giống vậy. Sau khi Giang Phong nói đây là củ nhân sâm 300 tuổi, trong phòng bệnh, đột nhiên xuất hiện vài tiếng hít thở mạnh. Nhân sâm không phải là thứ đồ gì hiếm gặp, nhưng một số củ nhân sâm tính bằng năm đã được coi rất quý giá rồi. Bây giờ, củ nhân sâm 100 tuổi có thể bán ra với giá mấy triệu tệ, hơn nữa rất khó tìm, có giá trị rất cao nhưng trên thị trường ít bán. Huống hồ, nhân sâm mà Giang Phong đưa đến đã 300 năm tuổi, còn có hẳn hai củ. Có người hiểu biết về nhân sâm, ngay lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hai củ nhân sâm 300 tuổi này, chỉ tính riêng giá tiền, e rằng đã lên tới con số hàng trăm triệu. Còn chưa nói tới việc có tiền mua cũng không mua được. Phải biết rằng, nhân sâm 300 năm tuổi, vào thời điểm quan trọng, thậm chí có thể duy trì tính mạng con người, để cho người sắp chết giữ lại hơi thở, chờ đợi được cứu sống. Giá trị như vậy, cơ bản không có cách nào dùng tiền để nhận định. Bỗng chốc, ánh mắt của nhiều người nhìn Giang Phong một cách kỳ quái, đồng thời liếc sang Lý Thần và Trần An trên giường bệnh, ánh mắt lại có phần ngưỡng mộ, thậm chí hơi tham lam và đố kỵ. Chỉ bị nhốt trong cung thể thao 2 ngày, hơn nữa cơ thể không có nhiều vết thương mà lại có được món quà nhận lỗi lớn như vậy. Đây quả thật là lãi to rồi, nếu như có thể, nhiều người cũng hy vọng mình chính là Trần An và Lý Thần. Chu Dương nhướng mày, nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của mọi người, trong lòng hơi bất mãn. Nhưng bây giờ Khổng Huy và Giang Phong ở đây, anh không thể nổi giận nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Huống hồ, Giang Phong tặng hai củ nhân sâm 300 tuổi. Chưa hẳn là không có ý muốn xem trò cười của mọi người ở đây, thậm chí là muốn nhìn phản ứng của Chu Dương rồi cười nhạo. Nếu như bản thân nổi giận thì có thể đúng như ý muốn của Giang Phong. Giang Phong nhìn Chu Dương không có phản ứng gì, trong lòng cũng thấy thất vọng và đáng tiếc. Đúng như Chu Dương suy đoán,
Giang Phong quả thật đã có ý nghĩ như vậy. Mặc dù Chu Dương là cổ đông của công ty Danh Dương, hơn nữa nửa năm nay phát triển rất nhanh, thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Nhưng Giang Phong cũng không phải chưa từng điều tra về Chu Dương. Hắn biết, trước khi Chu Dương thành công như hôm nay, anh chỉ là một người ở rể, chồng của một chủ tịch công ty nhỏ, không có địa vị gì ở trong nhà vợ. Người như vậy, dường như không có thế lực gì. Có thể cả đời Chu Dương cũng chưa từng nhìn thấy thứ đồ có giá trị thật sự như vậy. Huống hồ, củ nhân sâm 300 năm tuổi này là thứ không phải có tiền thì có thể mua được, nhất định phải có thân phận, gia đình có thế lực, điều quan trọng nhất là phải có tầm ảnh hưởng. Đây là củ nhân sâm 300 tuổi mà Khổng Huy đưa đến từ Khổng gia. Nếu không, chỉ một mình Giang Phong sẽ không có bản lĩnh này. Thưa mọi người, Trần An và Lý Thần đã trở nên như vậy, tôi và Khổng thiếu gia có trách nhiệm không thể chối bỏ, chúng tôi nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Hai củ nhân sâm 300 năm tuổi chính là quả nhận lỗi của chúng tôi, đợi sau khi Trần An và Lý Thần tỉnh lại, chúng tôi chắc chắn sẽ đến tận nhà để xin lỗi và gửi quà nhận lỗi một lần nữa. Giang Phong trầm giọng nói, biểu cảm tràn đầy vẻ bi thương và hối lỗi, giống như hắn đã thật sự cảm thấy có lỗi, đau lòng đối với chuyện Trần An và Lý Thần gặp phải, muốn bù đắp cho bọn họ. Khi nghe Giang Phong nói như vậy, hơn nữa còn có hai củ nhân sâm 300 năm tuổi đặt trên đầu giường khiến mọi người có phần tin tưởng lời nói của Giang Phong. Cộng thêm việc Trần An và Lý Thần dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng, chuyện này, chỉ cần Khổng Huy và Giang Phong tỏ ra chút thành ý, đương nhiên dễ dàng có được sự tha thứ của mọi người. Và lại, quả nhận lỗi này có giá trị lớn như vậy, quả thực làm nhiều người khiếp sợ. Ha ha, Giang thiếu gia và Khổng thiếu gia không dễ dàng có tấm chân tình như vậy, chúng tôi. Có người lên tiếng, nhưng lại bị người bên cạnh chặn lại. Lúc anh ta nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương và mấy người khác, đặc biệt là vẻ mặt trầm mặc như nước của Chu Dương, trong lòng lập tức giật mình sợ hãi, che đậy sự bối rối. Vừa nãy, anh ta thật sự bị bản lĩnh mạnh mẽ của Giang Phong làm cho kinh hoàng. Mà trước mắt lại còn có tới tận hai củ nhân sâm 300 năm tuổi. Người có khí chất như vậy, không dễ dàng gì gặp được. Cho nên anh ta cũng có tâm tư, muốn đứng ra hòa giải cho Giang Phong, như vậy, nói không chừng sau này mọi người sẽ có cơ hội hợp tác, còn anh ta cũng có thể tìm được chỗ dựa vững chắc ngoài Chu Dương. Nhưng bây giờ, trong lòng người này trải qua cơn ớn lạnh, cơ thể không khỏi run rẩy. Ha ha, vậy thì cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu như có yêu cầu gì, mọi người vẫn có thể hợp tác. Chương 610, anh có thể đi được rồi. Trong lòng Giang Phong thầm thở dài, lời của người này chưa nói xong, hơn nữa có Chu Dương ở đây, những người khác cũng không dám tiếp tục lên tiếng. Bằng không, có người như vậy đi đầu, thì người khác chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt với hắn, như vậy, hắn có thể làm suy giảm sức mạnh của Chu Dương. Có điều, ngay cả như vậy, Giang Phong vẫn đích thân đưa danh thiếp của mình đến tay người đó. Trong trường hợp này, nói không chừng sẽ có người âm thầm tìm đến hắn, sau đó chỉ cần giảng giải một chút, có lẽ cũng khiến cho một số người làm việc cho hắn. Khổng Huy chỉ ở bên cạnh quan sát suy nghĩ thấu đáo của Giang Phong. Đến bây giờ, vết thương trên người hắn vẫn chưa khỏi, trên mặt vẫn còn băng bó. Bằng không, với gương mặt bị Chu Dương đánh bầm dập của hắn căn bản không thể ra ngoài gặp người khác. Cho nên từ nãy tới giờ, hắn đều để cho Giang Phong nói chuyện và gửi quà nhận lỗi, còn hắn ở bên cạnh quan sát. Ánh mắt của Khổng Huy thỉnh thoảng quét lên người Chu Dương, lộ rõ sự căm hận. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, đối với Khổng Huy mà nói, chắc chắn là một điều sỉ nhục lớn nhất. Điều này căn bản chưa từng xảy ra trong những năm trước đây của Khổng Huy. Lúc trước một khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, hắn chỉ cần để lộ ra thân phận của mình, bất luận đối phương là ai, cũng sẽ chịu khuất phục. Nhưng hôm nay, Chu Dương không những không chịu thua, thậm chí căn bản không hề coi trọng hắn, coi trọng Khổng gia, cùng với ông nội hắn. Khổng Huy đã quyết định, người đàn ông khôn ngoan phải biết nhẫn nhịn nổi nhục trước mắt, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đợi đến lúc quay về Khổng gia ở thành phố Liễu, chắc chắn sẽ kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho ông nội, hơn nữa nhất định phải nhờ ông nội trả thù cho hắn vì sự khoác lác và hung hăng của Ngưu Xuyên và Chu Dương. Được rồi, các người có thể đi. Chu Dương lạnh lùng nói, anh hiểu rõ, hành động này của Giang Phong ẩn giấu động cơ gì. Anh biết, hầu hết mọi người trong phòng bệnh đều là người bình thường, cơ bản sẽ không có ý định phản kháng với con cháu của một gia tộc lớn như vậy. Vừa nãy mọi người còn căm phẫn tức giận, nhưng khi Giang Phong và Khổng Huy xuất hiện,
đồng thời tặng hai củ nhân sâm 300 năm tuổi, thái độ lập tức thay đổi rõ rệt. Mà bây giờ, Giang Phong lại đứng trước mặt anh, có hành động lôi kéo người xung quanh một cách thẳng thừng. Điều then chốt là người nhận danh thiếp của Giang Phong, nét mặt lúc này lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn niềm vui sướng kích động, còn ánh mắt những người khác nhìn anh ta cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Điều này vốn dĩ không bình thường. Nếu như Chu Dương không thực hiện hành động ngăn chặn lại, thì Giang Phong có thể mua chuộc đa số người ở đây trong khi Lý Thần và Trần An còn hôn mê chưa tỉnh ở trong phòng bệnh. Mà Chu Dương vốn dĩ không có cách gì ngăn cản được. Suy cho cùng, hầu hết mọi người đều nhận được lợi ích rất có hạn từ phía Chu Dương. Ngay cả trong dự án phát triển chi nhánh, bọn họ cũng là người của nhóm cửa hàng chi nhánh thứ hai, bây giờ kế hoạch thành lập chi nhánh của họ còn đang xét duyệt, có thể thành công hay không vẫn là một câu hỏi. Do đó mọi người có thể có nhiều hơn một lựa chọn, mà lựa chọn này còn đến từ một người như Giang Phong, ra tay hào phóng, bối cảnh vững vàng, quả là một lựa chọn tuyệt vời. Cho dù mọi người vì chuyện này mà đắc tội với Chu Dương, căm ghét Chu Dương, e rằng cũng không có nhiều người quan tâm. Ha ha, anh Chu, nếu đã như vậy, chúng tôi đi trước đây. Giang Phong cũng không phải là người dây dưa, hắn nói lời tạm biệt, rồi nhanh chóng cùng Khổng Huy quay người đi thẳng ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Trừ âm thanh máy móc tít tít ra, còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng của mọi người. Tất cả đang cúi đầu ngại ngùng, bọn họ nhận ra bầu không khí hiện giờ rất không bình thường. Sắc mặt một số người hơi bối rối. Người nhận được danh thiếp của Giang Phong, lúc này không biết nên xử lý sao, tấm danh thiếp trong tay nhận không được mà vứt cũng không xong, sắc mặt lúng túng, hoàn toàn không có ý định gì. Chu Tổng, tôi. Cuối cùng, anh ta vẫn không nhịn được, cầm danh thiếp của Giang Phong, run rẩy nói. Anh ta đã quyết định, gia sản của mình vẫn ở Đông Hải, cho dù dựa thế vào Giang Phong, lẽ nào vẫn có khả năng tái xây dựng sản nghiệp gia đình ở tỉnh Tương Tây sao? Dù hắn có muốn, Giang Phong chưa chắc đã bằng lòng. Cho nên, dựa vào tình hình chung, anh ta vẫn quyết định từ bỏ cơ hội này. Nếu đã từ bỏ rồi, vậy đương nhiên cần bày tỏ lập trường của mình trước mặt Chu Dương. Anh ta dứt khoát ném tấm danh thiếp của Giang Phong, rơi xuống đất, giẫm dưới chân một cách tàn nhẫn. Được rồi, nếu không có gì, các người về đi. Chu Dương không đợi anh ta nói xong, liền vẫy tay nói mọi người đi về trước. Đây là phòng bệnh. Không phải cái chợ, không cần nhiều người như vậy. Hơn nữa, quan hệ của mọi người với Trần An và Lý Thần, chưa hẳn tốt như những gì họ thể hiện. Mọi người đều im lặng, nhanh chóng rời đi. 5 phút sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tạ Linh Ngọc, bố con Trần Thế Hào, còn có Tô Vĩ, cùng với người vừa mới nhận danh thiếp của Giang Phong. Mọi người cũng về đi, chuẩn bị thu dọn, 2 ngày sau chúng ta sẽ về Đông Hải. Chu Dương nhẹ nhàng nói. Còn nhóm người Thẩm Bích Quân cũng gật đầu, lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại người kia trong phòng bệnh, mãi vẫn chưa chịu rời đi. Sao anh còn chưa đi? Chu Dương cau mày, có một số lời anh vốn dĩ không muốn nói hai lần. Đặc biệt là anh cơ bản không muốn nói gì, cũng không muốn nghe đối phương nói tiếp, chắc chắn làm lãng phí thời gian và nước bọt của anh. Thời gian này, anh muốn dùng nó để tiếp tục sắp xếp một số chuyện cuối cùng ở tỉnh Tương Tây. Chu Tổng, tôi thật sự không cố ý, tôi không hề muốn nhận danh thiếp của Giang Phong. Lý Minh sắp khóc đến nơi, đứng trước mặt Chu Dương, không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện với Chu Dương. Anh ta là một người thẳng thắn, nghĩ cái gì liền nói cái đó, trên thực tế, có lúc không giữ mồm giữ miệng, cho nên trước đây cũng đắc tội với không ít người. Vừa nãy, anh ta nhìn thấy hai củ nhân sâm mà Giang Phong đưa đến, trong lòng cảm thán kinh ngạc, cho nên mới nói ra lời như vậy. Sau đó Giang Phong đột nhiên đưa cho anh ta tấm danh thiếp, điều này làm Lý Minh không thể ngờ đến. Ban đầu anh ta còn rất kích động, dù sao người như Giang Phong, con cháu của gia tộc lớn lại đưa danh thiếp cho anh ta, chắc chắn là đã ngầm thừa nhận anh ta. Điều này khiến Lý Minh thậm chí có phần dương dương tự đắc. Nhưng lúc anh ta phản ứng lại, muốn rút lui cũng đã trễ rồi. Danh thiếp của Giang Phong đã ở trong tay Lý Minh, còn đôi mắt của mọi người, bao gồm cả Chu Dương cũng đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Lúc đó, Lý Minh cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Tôi biết rồi, anh không cần phải giải thích với tôi. Chu Dương lãnh đạm nói, vốn dĩ anh không quan tâm đến lời giải thích của Lý Minh. Đừng nói đến Giang Phong đưa Lý Minh danh thiếp, ý đồ thật sự là gì. Cho dù Giang Phong thật sự muốn lôi kéo Lý Minh, Chu Dương cũng không thèm để ý,
một người không hề có cảm giác tồn tại bên cạnh, cho dù bị Giang Phong cướp đi, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến anh. Huống hồ, bản kế hoạch dự án chi nhánh do Lý Minh trình lên, là nằm trong nhóm dự án cửa hàng thứ hai. Cho nên, hiện giờ Lý Minh ở tỉnh Tương Tây, cơ bản không hề qua lại với hoạt động kinh doanh chính của Chu Dương. Anh về đi, không cần nghĩ nhiều, Giang Phong có ý gì tôi hiểu rất rõ, anh cứ làm tốt chuyện của mình là được. Động viên Lý Minh xong, Chu Dương bảo anh ta ra ngoài. Bây giờ, trong phòng bệnh, chỉ có hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên. Chương 611, sự lựa chọn của Chu Dương. Thật đúng là hào phóng, là nhân sâm 300 năm tuổi. Chu Dương hướng ánh mắt đến hộp quà ở đầu giường, trên mặt không khỏi lộ ra một chút châm chọc. Giang Phong này đúng là có chủ ý rất hay, hắn muốn dùng hai củ nhân sâm 300 tuổi này để một phát trúng ba đích. Trước tiên, hai củ nhân sâm 300 tuổi này coi như làm quà tạ lỗi với Trần An và Lý Thần. Thứ hai, nhân sâm này có sức hấp dẫn đủ lớn đối với những người khác trong phòng bệnh, thậm chí với cả Chu Dương. Đồng thời cũng có thể thu hút không ít người thay đổi cách nhìn nhận đối với Giang Phong, thậm chí sẽ ngưỡng mộ họ để những người này có suy nghĩ đầu quân cho họ. Dù sao ngay cả nhân sâm 300 tuổi họ cũng đáp ứng được, vậy hẳn là Giang gia sẽ không thiếu những thứ tốt khác nữa. Điều cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất. Nhân sâm 300 năm tuổi là thứ không dễ để có được, tuy rằng có giá cả nhưng lại không bán trên thị trường. Đừng nói người bình thường không cách gì có được loại nhân sâm này, ngay cả những gia tộc lớn bình thường cũng không dám mơ tới. Nhưng Giang Phong lại có thể dễ dàng gửi tặng hai củ nhân sâm như vậy, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cho thấy Giang gia và Khổng gia có nền tảng thâm hậu, thế lực gia tộc khác xa với những gì họ đã thể hiện trước đây. Bằng cách này, có thể khiến Chu Dương phải kiêng dè, không dám tùy tiện ra tay với họ. Anh Dương, em không biết củ sâm này có được 300 năm tuổi hay không, nhưng chắc chắn là hơn 250 năm. Ngưu Xuyên bước tới, bóc hộp quà và lấy nhân sâm bên trong ra, kiểm tra cẩn thận một chút rồi trầm giọng nói. Lúc này, trong lòng Ngưu Xuyên quả thực có chút dao động. Ngay cả đối với Chu Dương, đã nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng có được một củ nhân sâm hơn 200 tuổi nào. Nhưng trước đây Ngưu Xuyên đã từng nhìn thấy nhân sâm hơn 200 năm. Và nghĩ về những gì Chu Dương đã từng hỏi trước đây, liệu anh cũng có thể trở thành một cao thủ võ thuật hay không? Khi đó, Ngưu Xuyên không nghĩ Chu Dương có thể trở thành tông sư võ giả như mình, thậm chí rất khó để Chu Dương đạt đến trình độ như của Giang Phong. Nhưng bây giờ, Ngưu Xuyên cảm thấy có kịch hay rồi. Anh Dương, câu hỏi trước đây anh hỏi em nghĩ, bây giờ có thể có cách đó. Ngưu Xuyên nghiêm túc nói. Cậu ấy cảm thấy rằng mình cần phải nói rõ sự việc với Chu Dương, dù rằng việc này phải cần đến hai củ nhân sâm 300 năm tuổi này. Xét cho cùng, đối với Ngưu Xuyên mà nói, Trần An và Lý Thần không khác gì những người xa lạ. Trong hoàn cảnh tương tự, Ngưu Xuyên đương nhiên sẽ phải cân nhắc đến lợi ích của Chu Dương đầu tiên. Mặc dù hai củ nhân sâm 300 năm tuổi này là món quà tạ tội của Giang Phong dành cho Trần An và Lý Thần, nhưng dù sao đây cũng là Chu Dương đã giành lấy cho họ. Trong mắt Ngưu Xuyên, Chu Dương cũng có quyền định đoạt hai củ nhân sâm này. Cùng lắm đến lúc đó đền bù cho Trần An và Lý Thần chút gì đó là xong. Cách gì? Chu Dương cũng có chút tò mò, không biết Ngưu Xuyên đột nhiên nghĩ ra cách gì. Anh Dương, tuy rằng hai củ nhân sâm này có thể không đến 300 tuổi, nhưng chắc chắn được 250 năm tuổi. Còn về tác dụng của nó thực sự khác xa so với sự hiểu biết của những người bình thường về nó. Tiếp đó, Ngưu Xuyên giảng giải về một số loại nhân sâm hàng trăm năm cho Chu Dương nghe, đặc biệt là một số công dụng độc đáo của nhân sâm hơn 200 năm tuổi. Và công dụng độc đáo này không là gì đối với người bình thường, thậm chí là vô dụng, nhưng đối với một võ sư như cậu ấy mà nói, tác dụng và ý nghĩa quả là phi thường. Nhân sâm hơn 200 năm tuổi, ngoài tác dụng bồi bổ, dưỡng sinh mà hầu hết mọi người đều công nhận, nó còn có thể giúp nâng cao thể chất của con người và thanh lọc một số tạp chất trong cơ thể. Chu Dương tuổi cũng không còn quá trẻ, trong người hẳn là có rất nhiều tạp chất, nếu có thể dùng hai củ nhân sâm này để loại bỏ một số tạp chất trong cơ thể, thì việc luyện võ sau này của anh sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Thậm chí việc anh có thể bước vào giới tông sư võ giả lúc còn sống cũng không phải là không có hy vọng. Ngưu Xuyên nói xong, cả phòng bệnh liền chìm vào im lặng. Chu Dương không nói lời nào, ánh mắt trở nên trống rỗng, tựa hồ không có ham muốn cùng dục vọng, đang phiêu lãng ngoài không gian. Ngưu Xuyên cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa. Dù sao những gì nên nói cậu ấy cũng đã nói cả rồi,
còn lại thì tùy vào sự lựa chọn của Chu Dương. Tuy rằng hai củ nhân sâm này là do Chu Dương yêu cầu nên Giang Phong mới mang hai củ nhân sâm này tới. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là quà tạ lỗi với Trần An và Lý Thần. Nếu cứ thế chiếm lấy như vậy, trong lòng Chu Dương có thể sẽ cảm thấy không yên, thậm chí là sự kháng cự. Bởi vì điều này quá khác biệt so với phong cách ứng xử trước đây của Chu Dương. Xuyên tử, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Vì nhân sâm này là do Giang Phong tặng cho Trần An và Lý Thần, chúng đương nhiên thuộc về họ. Về phần tông sư võ giả, không được thì thôi. Chu Dương nhẹ nhàng nói, giọng điệu không buồn cũng không vui, hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Được rồi, chúng ta cũng về đi, có một số việc còn lại cũng cần phải xử lý. Chu Dương nói xong liền xoay người rời đi. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Ngưu Xuyên chăm chú nhìn Trần An và Lý Thần đang nằm bất tỉnh trên giường, trong lòng đã có một sự quyết tâm. Có lẽ Chu Dương không thể an tâm khi lấy đi nhân sâm từ trong tay Trần An và Lý Thần, nhưng Ngưu Xuyên thì cảm thấy chẳng làm sao cả. Nếu như Chu Dương đã không muốn, vậy hãy để Ngưu Xuyên tôi làm kẻ ác là được. Ngưu Xuyên nghĩ thầm, cậu ấy có thể cảm giác được trong lòng Chu Dương có một bí mật, mà bí mật này có thể có quan hệ rất lớn đến thân phận của Chu Dương. Nếu không, hai người đã quen thân nhau từ trước, Ngưu Xuyên cũng biết rất rõ ngọn ngành về Chu Dương, anh chỉ là một người ở rể mà thôi. Tuy nhiên, Chu Dương đã phải trải qua những thay đổi đảo lộn trời đất chỉ trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy một năm này. Hơn nữa, ngay cả Trần Thế Hào cũng tuyệt đối phục tùng Chu Dương. Những chi tiết như vậy căn bản không là gì cả đối với một người luôn ở bên cạnh Chu Dương. Nhưng nếu Chu Dương không nói gì, Ngưu Xuyên cũng sẽ không hỏi. Nhưng cậu ấy cũng biết Chu Dương vẫn luôn tích lũy sức mạnh. Sự phát triển của công ty Danh Dương cho dù là ở Đông Hải hay ở Tương Tây, chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để Chu Dương tích lũy sức mạnh mà thôi. Từ đó có thể hình dung được những bí mật mà Chu Dương phải gánh vác nặng nề như thế nào. Và đây có lẽ cũng là một trong những lý do đột nhiên Chu Dương nghĩ đến việc muốn trở thành một tông sư võ giả. Khách sạn Khải Nguyên. Sau khi trở về khách sạn, Chu Dương không nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục sắp xếp công việc. Thời gian chẳng chờ đợi một ai. Do lễ hội mùa xuân đang đến gần nên hầu hết người dân nơi đây đều trở về Đông Hải để đón năm mới. Và Chu Dương thậm chí còn hơn thế. Xa nhà cũng đã 3-4 tháng rồi, anh chỉ liên lạc với mẹ qua điện thoại, đã lâu rồi anh không gặp mẹ, giờ vừa hay nhân dịp năm mới, anh phải tranh thủ ở bên cạnh mẹ mình. Thành phố Liễu. Văn phòng trên tầng 2 tại Mỹ Phẩm thành phố Liễu. Vương Vĩ và những người khác đã ở văn phòng gần một ngày. Trời tối dần, phố đi bộ đã lên đèn rực rỡ, dòng người cũng mỗi lúc một đông hơn. Vì lễ hội mùa xuân đến gần nên hầu hết người dân trên phố đi bộ đều mang một tâm trạng rất tốt. Họ nói cười, rượt đuổi vui vẻ. Tuy nhiên, nếu đem ra so sánh, trong văn phòng trên tầng 2 của Mỹ Phẩm thành phố Liễu thì khuôn mặt của Vương Vĩ và những người khác lại có chút khó coi. Hôm nay họ ở trong văn phòng cả ngày, không hề ra ngoài. Thậm chí ngay cả việc ăn cơm họ cũng cho nhân viên ra ngoài mua về rồi giải quyết trong văn phòng. Chương 612, tâm tư của Thẩm Hải. 1. Vương Tổng, trời sắp tối rồi, bên chỗ Khổng thiếu gia vẫn chưa có chút tin tức gì sao? Đinh Tuấn Phong xoa xoa hai má vẫn còn đau của mình và than phiền. Sau lần bị Trần Thiên Hạo đánh một trận, Đinh Tuấn Phong vẫn chưa hồi phục, bây giờ trên người hắn vẫn còn một số chỗ chốc chốc lại đau nhức. Và lời phàn nàn này của Đinh Tuấn Phong đã khơi dậy sự đồng cảm của những người khác. Mọi người đã đợi ở đây cả một ngày rồi, nhưng vẫn không có chút tin tức gì từ Khổng Huy. Ngay cả khi chưa có tin vui thì ít nhất cũng phải có chút động tĩnh gì chứ. Thế nhưng, họ thực sự không hề nhận được bất kỳ tin tức nào dù là nhỏ nhất. Vẻ mặt Vương Vĩ cũng có chút đanh lại, sau khi Đinh Tuấn Phong phàn nàn, ánh mắt của những người khác cũng đang nhìn về phía mình, sắc mặt ông ta liền trở nên khó coi. Mọi người như thế này là đang không tin tưởng tôi, hay không tin Khổng thiếu gia vậy? Vương Vĩ trầm giọng nói. Một ngày sắp trôi qua mà vẫn không có tin tức gì từ phía Khổng thiếu gia, điều này thực sự khiến Vương Vĩ hơi kinh ngạc. Thậm chí là điều mà trước đây ông ta không hề ngờ tới. Trong dự đoán của Vương Vĩ, hẳn là lần này Khổng Huy phải hành động mạnh mẽ như sấm rền, ngay lập tức khiến đám người Chu Dương nghe tiếng đã sợ mất mật, nhanh chóng tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên, thực tế lại thật là tàn khốc. Lẽ nào Khổng thiếu gia cũng đã thất bại? Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Vĩ, ông ta liền lập tức loại bỏ nó. Làm sao mà Khổng thiếu gia lại thất bại được? Hơn nữa, lần này
Giang thiếu gia cũng cùng ra tay với anh ta kia mà. Hai đại thiếu gia của hai gia tộc lớn cùng ra tay, lẽ nào Chu Dương có thể phản kháng lại được sao? Vương Tổng, không phải chúng tôi không tin anh hay không tin Khổng thiếu gia. Chỉ là lần này, là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Anh cần biết rằng, trước đây Khổng thiếu gia đã ra tay không ít lần, nhưng có lần nào thành công không? Thẩm Hải trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút chán nản và bực bội khó tả. Ngay khi hắn nói ra điều này, nó giống như đã thu hút một tổ ong vò vẽ vậy, khiến những người khác cũng lũ lượt phụ họa theo. Đúng vậy, vài lần trước Khổng thiếu gia cũng đã ra tay, nhưng lần nào quay lại cũng đều thất bại, còn khiến cho đám người Chu Dương đắc ý nữa. Vương Tổng, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu vẫn không thành công, tôi sẽ trở lại Đông Hải và sẽ không bao giờ can dự vào chuyện ở đây nữa. Tôi cũng vậy, Vương Tổng. Công việc kinh doanh của gia đình ở Đông Hải vẫn chưa phát triển và lớn mạnh. Thực sự là chúng tôi đã đầu tư quá nhiều ở tương Tây này rồi. Nhưng cho đến hiện tại không hề có được thành quả gì. Thậm chí sự đầu tư trước đây của chúng tôi giờ cũng thành công cốc cả rồi. Một số đối tác cùng phàn nàn, bầu không khí chán nản ngay lập tức tràn ngập khắp văn phòng. Những lời phàn nàn của mọi người như những con ruồi không đầu cứ quanh quẩn bên tai Vương Vĩ khiến ông ta cảm thấy phiền lòng. Đủ rồi. Vương Vĩ quát lên một tiếng rồi nhìn đám đông với vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt như có thể chảy ra tia ủ rũ, khiến mọi người đều phải lảng tránh ánh mắt của ông ta. Mọi người ở đây phàn nàn có tác dụng sao? Nếu như mọi người không tin tôi hay Khổng thiếu gia thì có thể đi, rời khỏi tương Tây. Nếu không thì cứ ở yên đó mà chờ đợi cho tôi. Hơn nữa, lần này ngoài Khổng thiếu gia ra, Giang thiếu gia cũng sẽ ra tay với Chu Dương. Tôi không tin tên Chu Dương đó có bản lĩnh lớn lao đến thế nào. Vương Vĩ bình tĩnh nói. Ông ta biết lúc này mọi người càng nóng nảy, ông ta càng phải khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại. Điều đầu tiên cần phải làm là làm cho mọi người có niềm tin. Lần này, Chu Dương chắc chắn không phải là đối thủ của Khổng thiếu gia. Lần này Khổng thiếu gia Red Eye cũng là lần cuối cùng. Anh ta chắc chắn sẽ không cho Chu Dương cơ hội. Tôi dám nói ngay tại đây, nếu lần này Khổng thiếu gia không đánh bại được Chu Dương, vậy thì tôi, Vương Vĩ, sẽ cút ra khỏi tầng 2 này. Vương Vĩ với lời lẽ hùng hồn, với dáng vẻ hừng hực khí thế. Những người khác nhìn thấy Vương Vĩ như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng đành phải cố nén lại sự bất an trong lòng. Dù sao thì Vương Vĩ cũng đã nói như thế rồi, nếu mọi người vẫn còn than thở, chẳng phải là coi thường Vương Vĩ và Khổng thiếu gia sao? Trong trường hợp Khổng thiếu gia thực sự đánh bại Chu Dương, sau khi thành công, họ cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây nữa. Còn một khi Khổng thiếu gia không thành công, vậy thì những gì Vương Vĩ nói ở đây vừa rồi, cũng coi như là để cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì không đời nào Vương Vĩ lại thực sự lấy sự tôn nghiêm của mình ra để đùa giỡn đâu. Nếu ông ta đã dám nói những lời như vậy, hẳn là ông ta phải rất tự tin. Thậm chí Khổng thiếu gia có thể đã giải thích điều gì đó với riêng Vương Vĩ rồi. Cũng chỉ có như vậy, Vương Vĩ mới có thể hết lòng tin tưởng vào Khổng thiếu gia. Nếu như Vương Tổng đã nói như vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì nữa. Chúng tôi sẽ ở đây, chờ tin vui của Khổng thiếu gia. Đinh Tuấn Phong mỉa mai, khẽ cười nói. Hắn cũng không muốn trở thành kẻ dẫn đầu, bây giờ Vương Vĩ đã nói đến nước này rồi, nếu Đinh Tuấn Phong vẫn tiếp tục phàn nàn, thậm chí làm lung lay cảm xúc của người khác, khó trách hơi có chút không biết tốt xấu là gì. Mà nếu như vậy, sau này việc bị Vương Vĩ và Khổng thiếu gia đàn áp là điều rất dễ xảy ra. Phải đó, nếu như Vương Tổng đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng ta sẽ ở yên đây chờ đợi. Ha ha, đương nhiên tôi tin tưởng Vương Tổng và Khổng thiếu gia rồi. Cũng chỉ có Khổng thiếu gia mới có thể đối phó được với Chu Dương mà thôi. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi ra ngoài mua chút gì đó để ăn, mọi người muốn ăn gì thì nói với tôi mua về luôn một thể. Thẩm Hải thấy những điều này, cũng có chút bất lực. Nhưng vì Đinh Tuấn Phong đã bày tỏ ý kiến của mình, nếu hắn vẫn còn tiếp tục nói nọ nói kia, chạy nhảy lăng xăng thì lại lộ liễu quá, sẽ trở thành mục tiêu sống mất thôi. Nếu Khổng thiếu gia hạ gục Chu Dương thành công, e rằng người tiếp theo bị xử lý sẽ chính là Thẩm Hải. Trong lúc bất lực, cùng với cái dạ dày trống rỗng, Thẩm Hải nghĩ đến việc ra ngoài mua chút gì đó để ăn, dù sao cũng để mọi người đỡ bị đói bụng trong lúc đang phải lo lắng như thế này. Chẳng bao lâu, Thẩm Hải đã nhận được một vài thứ cần mua mà một số đối tác viết. Không được coi là nhiều, nhưng đối với 6 người bọn họ, cũng đã là rất nhiều rồi.
Thần Hải không nói gì mà đi thẳng xuống lầu 2, chuẩn bị đi mua đồ ở trên phố đi bộ. Tuy nhiên, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa lớn của mỹ phẩm thành phố Liễu, ánh mắt hắn tự nhiên hướng đến chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương bên phía đối diện. So với hoạt động kinh doanh ảm đạm của mỹ phẩm thành phố Liễu, âm thanh bên chi nhánh thành phố Liễu lại vô cùng huyên náo. Cửa hàng đông nghịt khách, khách nườm nượp kéo đến, và cả những khách hàng không ngừng thanh toán rồi ra về. Chi nhánh thành phố Liễu gần như không nghỉ ngơi một chút nào kể từ lúc mở cửa cho đến lúc cửa hàng đóng cửa vào ban đêm. Tình cảnh này đã luôn diễn ra như vậy. Hay! Thẩm Hải thở dài một tiếng từ tận đáy lòng, thực ra Thẩm Hải cũng có hơi hối hận, hơn nữa cảm giác hối hận này vẫn không hề biến mất cùng với việc chi nhánh thành phố Liễu mở trở lại, với âm thanh ngày càng sôi động, vượt qua cả mỹ phẩm thành phố Liễu, thậm chí còn bùng nổ hơn thời điểm cái ngày mà mỹ phẩm thành phố Liễu lúc mới khai trương. Chương 613, tâm tư của Thẩm Hải. 2. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu mình kiên định lựa chọn đứng về phía Diệp Phương, không tham lam chỗ cổ phần nhất định trong tay, chọn cùng Diệp Phương rời khỏi Vương Vĩ. Vậy thì bây giờ cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu ở đối diện kia có phải cũng sẽ có vị trí của mình rồi không? Thẩm Hải không biết, nhưng điều này không làm trở ngại hắn tưởng tượng và suy đoán. Cuối cùng, Thẩm Hải đã có được một kết luận. Nếu lúc đầu hắn thật sự kiên định đứng về phía Diệp Phương, bây giờ chưa chắc sẽ có một vị trí tốt ở cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, nhưng tuyệt đối sẽ tốt hơn so với việc bây giờ chờ đợi phán quyết cuối cùng ở mỹ phẩm thành phố Liễu, thậm chí là tốt hơn nhiều. Tuy nhiên sự thật lại không giống như tưởng tượng. Hắn sớm đã đưa ra lựa chọn, đi đến bước này cũng đã được định trước, muốn quay về quá khứ, tiến hành chọn lựa một lần nữa là chuyện không thể nào. Thu hồi suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Thẩm Hải mặc áo khoác rồi ra bước ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu. Diệp Phương vừa nhận được điện thoại của Chu Dương, nên đã biết hôm nay mới xảy ra chuyện gì. Cô biết rằng Trương Hải bị Khổng Huy và Giang Phong xúi giục, thậm chí tiến hành ám sát Chu Dương ngay trong phòng khách sạn. Còn cả tình cảnh của Trần An và Lý Thần trong bệnh viện. Điều này khiến cô phẫn nộ không thôi. Diệp Phương không có ấn tượng gì nhiều về Trương Hải. Nhưng Trần An và Lý Thần, bởi vì có không ít vụ làm ăn qua lại với công ty của chồng Diệp Phương, cho nên cô khá hiểu bọn họ. Diệp Phương không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn, đã có người ra tay với họ. Nếu không phải Chu Dương phát hiện sớm, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phương cũng rơi vào trầm tư. Theo như lời Chu Dương nói, Khổng Huy và Giang Phong đều sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Vương Vĩ, vậy với tình hình trước mắt, mỹ phẩm thành phố Liễu vốn không phải là đối thủ của cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu. Với năng lực của Vương Vĩ, dưới cục diện thế này căn bản là hết cách xoay chuyển. Cho nên chỉ cần Diệp Phương làm từng bước một, dần dần khiến mỹ phẩm thành phố Liễu đóng cửa là vô cùng dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng vừa nghĩ tới việc Trương Hải ám sát Chu Dương và tình cảnh của Trần An và Lý Thần, trong lòng Diệp Phương không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Vốn còn nghĩ có thể dùng thời gian để mỹ phẩm thành phố Liễu không chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ, Diệp Phương cảm thấy không thể để Vương Vĩ sống yên ổn dễ dàng như vậy được. Trước đây, ở tiệc chúc mừng đêm khai trương mỹ phẩm thành phố Liễu, đối diện với câu hỏi chất vấn của Chu Dương, Vương Vĩ hống hách thế nào, kiêu ngạo ra sao? Trước mặt nhiều nhân viên như vậy, tặng số tiền lớn 9.990.000 tệ, có thể nói là ai cũng có phần. Bây giờ xem ra, lúc đó Vương Vĩ làm như vậy đơn giản chỉ là cáo mượn oai hùng, khí thế của bản thân chưa đủ nên muốn tăng cường khí thế mà thôi. Còn bây giờ sau mấy lần giao đấu với Chu Dương, đặc điểm ngu dốt đần độn của Vương Vĩ đã lộ ra vô cùng rõ ràng. Khổng Huy thua thảm hại trong tay Chu Dương, điều này chắc chắn sẽ khiến Vương Vĩ lộ ra bộ mặt thật. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho ông như vậy. Đôi mắt đẹp của Diệp Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát mỹ phẩm thành phố Liễu ở đối diện. Thấy cửa hàng vắng vẻ không có ai ra vào mua sắm, trong lòng nhất thời đã vạch ra một kế hoạch. Chỉ là nếu muốn thực hiện kế hoạch này, còn cần một người phối hợp mới được. Nhưng phải tìm ai để phối hợp với mình đây? Suy ngẫm một lát, hai mắt Diệp Phương đột nhiên sáng lên, trong đầu cô chợt xuất hiện một người quen. Chính là Thẩm Hải. Lúc đầu, ba người Diệp Phương, Thẩm Hải, Triệu Thành đứng cùng một phía, tiến lùi cùng nhau, để chống lại ham muốn quyền lực ngày càng mãnh liệt của Vương Vĩ. Nhưng sau đó, khi dã tâm của Vương Vĩ đã rõ rành rành, Diệp Phương và Triệu Thành lần lượt rời đi, chỉ còn Thẩm Hải vẫn ở bên cạnh Vương Vĩ. Bây giờ, Triệu Thành đã quay lại Đông Hải từ lâu, yên tâm kinh doanh sản nghiệp của mình.
Diệp Phương cũng đã khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, hơn nữa danh tiếng ngày càng tốt. Duy chỉ có Thẩm Hải, lúc này chẳng ra làm sao, trong lòng đè nén sự bực bội. Rời khỏi Tương Tây quay về Đông Hải, Thẩm Hải không cam tâm. Ở lại Tương Tây, nhưng hắn lại không biết bản thân nên làm gì. Cho nên, nếu muốn thực hiện kế hoạch này, chắc chắn Thẩm Hải là một lựa chọn vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Phương hơi nhếch lên, lần đầu tiên cảm thấy vạch kế hoạch trả thù người khác là một chuyện vui vẻ như vậy. Thẩm Hải mua vài món đồ xong, quay về mỹ phẩm thành phố Liễu, bảo nhân viên đưa đồ lên văn phòng ở tầng 2, còn hắn thì châm một điếu thuốc lá, cứ như vậy đứng trước cánh cửa chính của cửa hàng, dáng vẻ vô cùng đơn độc. Hắn đang suy nghĩ. Trời đã tối như vậy rồi, bên Khổng Huy vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Vậy thì rất có khả năng đã có kết quả cuối cùng, chính là Khổng Huy vẫn thất bại như trước, hắn không phải là đối thủ của Chu Dương. Nếu không, Khổng Huy nhất định sẽ thông báo cho Vương Vĩ ngay, mà Vương Vĩ cũng sẽ liên tiếp thông báo cho bọn họ. Ngay cả khi Khổng Huy tự mình ra mặt cũng thất bại thảm hại, vậy những người như bọn họ đấu với Chu Dương còn có khả năng thắng được sao? Đáp án đã vô cùng rõ ràng, Thẩm Hải thậm chí không còn nghĩ rằng, nếu thật sự đã đến nước này, bọn họ phải lựa chọn như thế nào. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Hải vang lên. Chẳng lẽ chỗ Vương Vĩ có tin tức rồi sao? Thẩm Hải thầm nghi ngờ trong lòng, lấy điện thoại ra, lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Sao lại là cô ấy? Diệp Phương. Từ sau khi hắn chọn đứng về phía Vương Vĩ, còn Diệp Phương thì rời đi, tuy Thẩm Hải không xóa số điện thoại này, nhưng cũng không hề liên lạc, cứ như vậy phủ bụi trong danh bạ của hắn. Thẩm Hải tuyệt đối không ngờ được, Diệp Phương sẽ gọi điện cho mình, hơn nữa còn vào lúc này. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Khoe khoang, mắng chửi mình mắt mù. Chuyện này là không thể nào. Thẩm Hải rất hiểu Diệp Phương, tuy là một người phụ nữ, nhưng lại có lòng tự trọng và hiếu thắng rất mạnh. Trước đây Diệp Phương và Vương Vĩ xảy ra chia rẽ, Diệp Phương rời đi. Khi tất cả mọi người tưởng Diệp Phương sẽ quay lại Đông Hải, Diệp Phương lại lấy thân phận cổ đông cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu để xuất hiện lần nữa trước mặt bọn họ. Bây giờ, Diệp Phương gọi điện đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thẩm Hải có một suy đoán, nhưng trong lòng hắn vẫn hơi nghi ngờ và có phần mong đợi. Alo! Giọng nói của Thẩm Hải hơi khàn, hắn không thể hiện rõ tâm trạng của mình bây giờ, chỉ có thể cố gắng khiến giọng điệu của bản thân trở nên bình thản một chút. Thẩm Hải, bây giờ anh có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Diệp Phương bình thản nói, cô nhìn qua cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ ràng Thẩm Hải đang đứng trước cửa chính của cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu, dáng vẻ lúc này vô cùng cô đơn và nhếch nhác. Hình dáng như vậy vốn không nên xuất hiện trên người Thẩm Hải. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, đối kháng giữa Vương Vĩ và Chu Dương đã sớm có kết quả, cho dù Vương Vĩ muốn làm gì cũng không còn kịp nữa. Mà với tư cách là người dựa vào Vương Vĩ, Thẩm Hải lúc này cũng khó tự bảo toàn bản thân. Trừ khi hắn có thể quyết đoán rời khỏi Tương Tây, quay về Đông Hải. Nhưng với hiểu biết của Diệp Phương về Thẩm Hải, hắn không phải người như vậy. Cho dù là thua cuộc, Thẩm Hải cũng là người muốn biết bản thân rốt cuộc thua ở chỗ nào, sao lại thua. 5 phút sau, quán cà phê Hoa Nhài. Chương 614, trò chuyện. Quán cà phê Hoa Nhài ở ngay trên phố đi bộ, nhưng cách cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu và mỹ phẩm thành phố Liễu mấy trăm mét, vừa vặn ở một góc rẽ trên phố đi bộ. Đứng ở mỹ phẩm thành phố Liễu và cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu không thể nhìn thấy quán cà phê Hoa Nhài. 5 phút sau, Thẩm Hải đã đến quán cà phê, sau khi đi vào, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, thoáng chốc đã nhìn thấy Diệp Phương ngồi ở ghế dài trong góc. Tự tin, hào phóng, mê người. Giống hệt ngày trước, Diệp Phương chỉ yên tĩnh ngồi ở đó mà giống như một cục nam châm, có thể thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí là đến gần bắt chuyện. Tận mắt nhìn thấy Diệp Phương từ chối một người đàn ông đến làm quen, Thẩm Hải sửa sang quần áo rồi đi thẳng tới. Trong lòng hắn vô cùng tò mò, muốn xem Diệp Phương gặp mình rốt cuộc là muốn nói điều gì. Nhưng Thẩm Hải càng bước đến gần Diệp Phương, trong lòng càng có một cảm giác quái dị. Hắn có thể cảm giác được, khi bản thân bước đến hàng ghế Diệp Phương đang ngồi, trong quán cà phê có không ít ánh mắt đang nhìn về mình. Hơn nữa, Thẩm Hải có thể cảm nhận được những ánh mắt này hầu hết đều là ánh mắt của đàn ông. Vì từ những ánh mắt đó, hắn cảm nhận được vài sự khinh bỉ, xem thường và tâm trạng hóng hớt. Trong lòng cười giễu cợt,
Thẩm Hải đại khái đã đoán được tại sao lại có nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy. Những người này có lẽ đều đến bắt chuyện với Diệp Phương không thành, nhìn thấy hắn tiến đến chỗ Diệp Phương nên cho rằng hắn giống như bọn họ, muốn làm quen xin thông tin liên lạc của cô. Thẩm Hải không quan tâm những chuyện này. Hắn đi đến trước mặt Diệp Phương, ngồi thẳng xuống. Phục vụ, cho một ly cà phê. Diệp Phương chìa tay tỏ ý gọi cho Thẩm Hải một ly cà phê. Hành động này khiến mọi người trong quán cà phê sững sờ. Vừa rồi bọn họ tiến lại gần muốn bắt chuyện với Diệp Phương, cho dù chỉ xin được cách thức liên lạc thôi cũng tốt lắm rồi. Nhưng tất cả mọi người đều rút lui vô ích, không ai ngoại lệ. Quan trọng nhất là không một ai có thể trò chuyện với Diệp Phương quá ba câu. Mọi người có thể uống cà phê ở đây đều là những người biết thưởng thức, cũng là người có tố chất. Bắt chuyện không thành, tự nhiên sẽ không mặt dày cố gắng quấy rầy Diệp Phương nữa. Mọi người cũng chỉ cho rằng Diệp Phương là một người phụ nữ lạnh lùng, xem thường việc trò chuyện cùng đàn ông. Mọi người nhìn thấy Thẩm Hải xuất hiện, thậm chí là đi về phía Diệp Phương. Khoảnh khắc đó, mọi người đã cười nhạo trong lòng rằng Thẩm Hải không biết tự lượng sức mình, cũng muốn đến bắt chuyện như bọn họ, kết quả còn không phải giống nhau sao. Nhưng không ai đến nhắc nhở Thẩm Hải, dù sao thì trước đó mọi người cũng đều từng bị xấu mặt, bây giờ có thể nhìn thấy người khác bị xấu mặt. Bắt chuyện bị từ chối, cũng là một chuyện thú vị. Tuy nhiên, khi Thẩm Hải ngồi đối diện Diệp Phương không nói gì, ngược lại còn gọi một ly cà phê cho Thẩm Hải. Điều này khiến tất cả mọi người trong quán cà phê, bất kể là nam hay nữ, bất kể là khách hàng hay nhân viên cũng đều ngây ngẩn cả người. Phục vụ. Lông mày Diệp Phương khẽ cau lại, gọi lại một lần nữa. Lần này, nhân viên phục vụ mới kịp phản ứng, vội vàng pha một ly cà phê đưa đến trước mặt Thẩm Hải. Xem ra Diệp Tổng vẫn luôn được hoan nghênh như vậy, cho dù tới chỗ nào cũng đều thu hút vô số ánh mắt. Thẩm Hải khẽ cười, không hỏi thẳng Diệp Phương tìm mình có chuyện gì. Dù sao Diệp Phương liên lạc với mình, hơn nữa còn phải đến bàn bạc ở chỗ này nhất định là có chuyện gì quan trọng. Càng như thế, Thẩm Hải lại càng cảm thấy mình không thể vội vàng. Nếu không, bản thân sẽ không có được ưu thế, ở vào thế bị động, có khả năng tất cả đều sẽ bị Diệp Phương điều khiển. Sao nào, chẳng lẽ Thẩm Tổng cũng giống với những người kia, có suy nghĩ không tốt gì sao? Diệp Phương bình thản cười, vẻ mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đẹp chỉ đánh giá trên mặt Thẩm Hải một chút rồi chuyển hướng. Thẩm Hải mỉm cười, không tiếp lời của Diệp Phương. Hai người dường như đối mặt nhau, không ai lên tiếng trước. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hai người Thẩm Hải và Diệp Phương ngồi đối diện nhau, vẫn luôn trầm mặc. Tình huống này khiến những người khác trong quán cà phê đều choáng váng. Hai người này ngồi cùng nhau mà cứ không nói chuyện vậy sao? Một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn là Thẩm Hải không ngồi yên nổi. Hắn ra ngoài thời gian lâu như vậy, chậm trễ không trở về cửa hàng, rất có thể sẽ khiến đám người Vương Vĩ nghi ngờ trách móc. Trong tình huống không biết Diệp Phương tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, Thẩm Hải cũng không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ bị đám người Vương Vĩ hoài nghi. Diệp Tổng. Không biết cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Thẩm Hải không tiếp tục im lặng nữa, trầm giọng hỏi. Cho dù Diệp Phương muốn nói gì, muốn bảo hắn làm gì thì bây giờ Diệp Phương cũng đều chiếm ưu thế. Trong tình huống Diệp Phương nắm thế chủ đạo, một mình Thẩm Hải căn bản không có sức lực thay đổi điều gì. Thẩm Tổng, tôi muốn biết suy nghĩ trong lòng anh bây giờ. Diệp Phương nhìn Thẩm Hải, nghiêm túc nói. Diệp Tổng, lời này của cô là có ý gì, tôi không hiểu lắm. Thẩm Hải trầm giọng nói, hắn không hiểu được ý đồ thật sự của Diệp Phương. Thẩm Tổng, tôi cũng không tỏ vẻ bí hiểm với anh nữa, tôi có thể nói với anh, Vương Vĩ tìm Khổng Huy đại thiếu gia Khổng gia giúp anh ta đối phó với Chu Dương, nhưng Khổng Huy thất bại rồi, hơn nữa còn bị Chu Dương hung dữ dạy dỗ một trận, tự mình tới cửa nhận lỗi rồi, cái này anh vẫn chưa biết nhỉ. Diệp Phương nói thẳng, lời này vừa nói ra, Thẩm Hải chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, sững sờ tại chỗ. Hắn không ngờ rằng Diệp Phương không nói điều gì khác mà nói thẳng ra một quả bom nổ dưới nước này. Khổng Huy thất bại rồi, bị Chu Dương hung dữ dạy dỗ một trận, hơn nữa còn tự mình đến cửa xin lỗi. Tin tức này, hắn không biết, đám người Vương Vĩ cũng không biết. Hơn nữa, nghe giọng điệu Diệp Phương nói, hình như cô đã biết từ sớm. Nếu như vậy, Khổng Huy nhất định đã không nói cho Vương Vĩ. Bởi vì cả một ngày nay hầu như bọn họ đều ở trong văn phòng. Bản thân Thẩm Hải cũng chưa thấy Vương Vĩ nhận được cuộc điện thoại nào. Bây giờ nghĩ lại một chút,
Khổng Huy với tư cách là đại thiếu gia Khổng gia, được Phương Vĩ xin giúp đỡ đi đối phó với Chu Dương, nhưng đã thất bại, hơn nữa còn bị Chu Dương hung dữ giáo huấn một trận, hoàn toàn mất hết thể diện. Kết quả như vậy, Khổng Huy nhất định không hề muốn nhìn thấy, cũng hoàn toàn không muốn thừa nhận. Chịu nhận lỗi trước mặt Chu Dương thì đã đành, nhưng đối với Vương Vĩ, Khổng Huy vốn không cần nói cho ông ta. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Hải lập tức hiểu rõ tất cả. Hắn vốn không nghi ngờ những lời Diệp Phương nói với mình là thật hay giả và dụng ý của nó. Thẩm Hải chỉ biết rằng, cả ngày nay bọn họ đều đang đợi tin tức bên Khổng Huy truyền đến, mà cho tới bây giờ bên Khổng Huy cũng không có bất kỳ tin tức nào. Mà Diệp Phương lại biết được tin tức, hơn nữa còn là một kết quả như vậy. Tuyệt đối sẽ không sai. Cũng chỉ có kết quả như vậy mới phù hợp với tình hình lúc này của bọn họ. Đây, nhất thời, trong đầu Thẩm Hải nghĩ đến rất nhiều điều, hơi hỗn loạn, sắc mặt tối sầm lại. Khổng Huy thua trong tay Chu Dương, vậy thì hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục giúp Vương Vĩ. Đã mất đi sự trợ giúp của Khổng Huy, Vương Vĩ không phải đối thủ của Chu Dương, cho dù thêm cả mấy người cộng sự bọn họ thì cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Dương. Bây giờ kết cục tốt nhất của bọn họ chính là đóng cửa Mỹ phẩm thành phố Liễu, sau đó mỗi người rời khỏi Tương Tây, quay về Đông Hải, yên tâm kinh doanh sản nghiệp của mình ở Đông Hải. Chỉ là, Chu Dương sẽ để bọn họ yên ổn quay về Đông Hải như vậy sao? Cho dù trở về Đông Hải, bọn họ còn có thể giống như lúc trước, yên tâm kinh doanh sự nghiệp của mình ư? Phải biết rằng, trụ sở chính của công ty Danh Dương ở Đông Hải, sức mạnh ở Đông Hải mà Chu Dương có thể lợi dụng được, còn lớn hơn nhiều so với ở Tương Tây. Ít nhất theo Thẩm Hải biết, gia tộc hạng nhất Tô gia ở Đông Hải, chính là toàn lực ủng hộ Chu Dương. Sự ủng hộ toàn lực này do với sự ủng hộ của Trương gia ở Tương Tây còn vững chắc và chân thành hơn nhiều. Ít nhất Tô gia sẽ không giống Trương gia, bởi vì vài nguyên nhân khác mà hủy bỏ lời hứa trước đó đã hứa với Chu Dương. Chương 615, cho anh một sự lựa chọn. Cho nên, tôi hỏi những suy nghĩ thực sự trong lòng anh, chỉ là muốn cho anh một sự lựa chọn. Diệp Phương cười nói, nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Hải thay đổi, cô thật sự cảm thấy vừa lòng. Hoặc là nói, trong lòng Diệp Phương sớm đã đoán trước được, sau khi Thẩm Hải nghe thấy thông tin này, nhất định sẽ có phản ứng như vậy. Cho tôi một sự lựa chọn sao? Vẻ mặt Thẩm Hải lại trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng không biết Diệp Phương đưa cho mình một sự lựa chọn như thế nào, nhưng nếu Diệp Phương nói như vậy, cho thấy rằng, bản thân hắn vẫn chưa tới bước đường cùng. Cho dù Vương Vĩ bị Chu Dương tính sổ trả thù, thì Thẩm Hải hắn vẫn còn một tia hy vọng có thể tự cứu được. Diệp Tổng cô cứ nói thẳng ra đi. Thẩm Hải nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phương, cũng tỏ vẻ biết ơn. Thẩm Hải có thể hiểu được, một cơ hội như vậy, tuyệt đối không hề đơn giản có được như thế, mà người Diệp Phương nghĩ đến đầu tiên là chính hắn, điều này khiến trong lòng Thẩm Hải an tâm hơn nhiều. Ít nhất, trước đây hắn lựa chọn đứng cùng phe với Diệp Phương, cho dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, cũng đã là có giá trị nhất định. Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói thẳng, Khổng Huy đã thua dưới tay Chu Dương. Sau này chắc chắn sẽ không tiếp tục trợ giúp Vương Vĩ nữa, mà nếu không có sự trợ giúp của Khổng Huy, với năng lực của Vương Vĩ, Mỹ phẩm thành phố Liễu căn bản không có khả năng để đối đầu với cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu. Mà điều chờ đợi Vương Vĩ, cũng chỉ có việc Mỹ phẩm thành phố Liễu bị đóng cửa sập tiệm. Diệp Phương khẽ cười nói, vẻ mặt thản nhiên, không gì là bất ngờ, giống như tất cả điều này, đều nằm trong dự đoán của cô. Nhưng tôi không muốn để Vương Vĩ rời khỏi tỉnh Tương Tây, trở về Đông Hải dễ dàng như vậy. Khi nói đến những lời này, thái độ của Diệp Phương trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng khiến người ta rùng mình. Lần này, làm Thẩm Hải có vẻ trở tay không kịp. Hắn không ngờ rằng, Diệp Phương có ý nghĩ này, hơn nữa lại còn muốn đối phó với Vương Vĩ. Chẳng lẽ, trước đây Vương Vĩ bức ép Diệp Phương, khiến cho Diệp Phương ôm hận tới bây giờ sao? Thẩm Hải không biết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn hiểu được ý của Diệp Phương. Không muốn để Vương Vĩ rời khỏi Tương Tây, trở về Đông Hải dễ dàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, cô đang muốn để Vương Vĩ ngậm đắng nuốt cay. Ít nhất, phải để Vương Vĩ khắc cốt ghi tâm, không quên những việc ông ta từng làm, cho dù có trở về Đông Hải cũng phải hạ thấp mình, khiêm tốn làm người. Vậy tôi có thể làm gì? Sau đó, không cần Diệp Phương nói tiếp, Thẩm Hải cũng hiểu được, Diệp Phương tìm mình, e rằng có liên quan đến chuyện này. Muốn lợi dụng việc hắn là người thân cận bên Vương Vĩ, để tạo ra một kế hoạch nhằm vào ông ta.
Diệp Phương còn nói sẽ cho Thẩm Hải một cơ hội để lựa chọn, đương nhiên hắn sẽ không buông tha. Ít nhất, sẽ không ai từ bỏ, một cơ hội để lựa chọn lại lần nữa. Rất tốt, đây mới là Thẩm Hải mà tôi quen biết. Diệp Phương thản nhiên cười nói. Sau đó, Diệp Phương nói một phần kế hoạch của cô với Thẩm Hải, tuy nhiên cô không hề nói rõ, bản thân cô nằm ở vị trí nào, trong kế hoạch này. Diệp Phương chỉ muốn để Thẩm Hải chỉ dẫn Vương Vĩ suy xét một vài phương diện, rồi làm một số việc có liên quan, sau đó những điều còn lại, tự Diệp Phương sẽ đi hoàn thành. Diệp Phương nói rất nhẹ nhàng, giống như kế hoạch này chỉ là một bản kế hoạch bình thường. Tuy nhiên Thẩm Hải nghe thấy vậy, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi. Quả nhiên, một khi người đàn bà trở nên tàn nhẫn, thì không ai có thể đủ sức chống đối được. Vương Vĩ chẳng qua từng bất đồng ý kiến với Diệp Phương, thủ đoạn cứng rắn hơn một chút, vậy mà lúc này lại phải đối mặt với cạm bẫy được tính toán và thiết kế tỉ mỉ của Diệp Phương. Điều này khiến trong lòng Thẩm Hải hốt hoảng một hồi. May mắn thay bản thân hắn ngay từ đầu đã không đối địch với Diệp Phương. Nếu không, rất có thể kế hoạch phản đòn lần này sẽ đánh vào đầu Thẩm Hải. Nghĩ đến đây, Thẩm Hải cảm thấy miệng lưỡi khô khan, sống lưng ớn lạnh rợn tóc gáy, ngay cả ánh mắt của những người khác trong quán cà phê, dường như đều không có thiện cảm. Cứ vậy đi, xem như chúng ta đang dạy dỗ và khiển trách sự kiêu căng ngạo mạn của Vương Vĩ thôi. Diệp Phương cười nhếch môi, sau đó rời đi. Sau khi Diệp Phương ra khỏi quán, Thẩm Hải có thể cảm nhận được rõ ràng, trong quán cà phê có không ít người thầm thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối. Thậm chí, còn có vài người vẫn đưa ánh mắt tìm Diệp Phương, cho tới khi Diệp Phương khuất bóng. Sau khi thanh toán, Thẩm Hải lập tức trở về cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu. Ra ngoài thời gian lâu như vậy, nếu như Vương Vĩ hỏi đến, Thẩm Hải cũng sẽ có cớ để trả lời. Nhưng điều khiến cho Thẩm Hải bất ngờ là Vương Vĩ không hề truy hỏi, cho dù hắn đã đi lâu như vậy, ngay cả tên Đinh Tuấn Phong chỉ thích soi mói chuyện người khác và cả những người còn lại đều im lặng không chú ý đến hắn. Có điều, từ trên mặt bọn họ, Thẩm Hải có thể nhìn thấy nỗi buồn, sự khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, còn có nét nản lòng. Có chuyện gì vậy? Thẩm Hải không nhẫn nhịn được, liền hỏi. Hắn vừa rời đi chưa lâu, nhiều nhất cũng chưa tới nửa tiếng, sao tất cả mọi người đều như biến thành một người khác, cả đám người đều có vẻ mặt uể oải, như thể vừa gặp một chuyện vô cùng tồi tệ. Vừa nãy Vương Tổng gọi điện thoại cho Khổng Thiếu Gia, hỏi kết quả. Đinh Tuấn Phong còn chưa dứt lời, sắc mặt lại lập tức trở nên rầu rĩ. Còn Thẩm Hải vừa nghe tới đây đã hiểu rõ hắn đang nói đến việc gì. Chắc chắn là tất cả mọi người không còn kiên nhẫn chờ đợi, do đó đã bảo Vương Vĩ gọi điện thoại cho Khổng Huy, hỏi về kết quả sự việc. Mà vừa nãy Thẩm Hải cũng đã biết kết quả từ chỗ Diệp Phương, Vương Vĩ gọi điện thoại hỏi Khổng Huy, đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Có điều, Thẩm Hải không thể tỏ ra là bản thân hắn đã biết kết quả này. Kết quả thế nào, Khổng Thiếu Gia thành công chưa? Vẻ mặt Thẩm Hải kích động, lại còn có nét chờ mong. Biểu cảm này, đương nhiên là hắn đang giả vờ, bằng không nếu hắn có vẻ mặt khác, rất có thể sẽ khiến đám người này nghi ngờ khó hiểu. Thẩm Hải giả bộ rất thành công, nhưng thấy hắn nói như vậy, lại khiến cho sắc mặt của những người khác càng khó coi hơn. Không, thất bại rồi, Khổng Thiếu Gia còn nói sau này sẽ không trợ giúp chúng ta nữa. Sắc mặt Đinh Tuấn Phong vô cùng khó coi, thiếu chút nữa là thành bộ dạng khóc sướt mướt, giọng nói cũng như đang khóc nức nở. Dường như, chỉ cần không nhẫn nhịn được nữa là bật khóc. Cái gì, vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Hải vô cùng kinh hoàng, vẻ mặt biến đổi thất thường, cũng giống như những người khác, bắt đầu thấy nản lòng, như thể đã mất hết mọi thứ, trong lòng cảm giác hiu quạnh trống trải. Được rồi, nếu Khổng Thiếu Gia không muốn giúp đỡ chúng ta, vậy thì các anh nghĩ xem, kế hoạch tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Sắc mặt Vương Vĩ u ám, nhưng dường như ông ta không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Có điều, khi ông ta nhắc đến chuyện tiếp theo nên làm gì, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, đã không còn sự trợ giúp của Khổng Huy, thì bọn họ căn bản không có khả năng trở thành đối thủ của công ty Danh Dương và Chu Dương. Những cái khác chưa nói, chỉ cần đối mặt với cửa hàng chi nhánh của thành phố Liễu, cũng không phải là điều mà bọn họ có thể làm được. Hay là chúng ta trở về Đông Hải đi, cửa hàng này, chuyển nhượng trực tiếp cho người khác là được rồi. Tôi thấy cũng đúng. Chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian ở Tương Tây rồi, dù sao công việc kinh doanh chính của chúng ta vẫn là ở Đông Hải. Vương Tổng, lúc này, nên quyết đoán một chút mới tốt. Mọi người thảo luận một hồi,
lại nói tới việc trở về Đông Hải, hơn nữa không chỉ một người, mà có ba người đều như vậy. Giờ phút này, chỉ có ba người Vương Vĩ, Đinh Tuấn Phong và Thẩm Hải chưa tỏ thái độ gì. Có điều Thẩm Hải liếc mắt nhìn Đinh Tuấn Phong một cái, hắn có thể nhìn ra được, Đinh Tuấn Phong cũng hơi dao động trước ý kiến của ba người kia. Dù sao, so với những người khác, thì Đinh Tuấn Phong đã từng bị đánh một trận bầm dập, đây chắc chắn là những trải nghiệm và ký ức vô cùng tồi tệ của hắn. Vương Tổng, tôi thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút, trở về Đông Hải thôi, rừng xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt. Cuối cùng, Đinh Tuấn Phong vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng. Thẩm Hải, anh thấy sao? Vương Vĩ thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Hải nãy giờ vẫn không nói gì, trong đáy mắt còn có vẻ chờ mong. Vương Tổng, tôi cảm thấy bây giờ chưa phải lúc để chúng ta trở về Đông Hải. Chương 616, tôi có lời muốn nói. Thẩm Hải vừa dứt lời, ngay lập tức văn phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Đối với mọi người mà nói, bây giờ là lúc tâm trạng tệ nhất. Không còn sự giúp đỡ của Khổng Huy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Chu Dương. Lúc này, dường như chỉ có rời khỏi tỉnh Thương Tây, trở về Đông Hải mới là con đường sáng suốt và đúng đắn nhất. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều có suy nghĩ muốn trở về Đông Hải giống như Đinh Tuấn Phong. Có thể nói, thậm chí không cần Vương Vĩ lên tiếng, cũng không sợ Vương Vĩ phản đối, mọi người đều không muốn ở lại tỉnh Tương Tây này thêm nữa. Nhưng lời nói của Thẩm Hải lại giống như ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức tạo nên một trận sóng lớn, khiến cho mặt nước không còn yên tĩnh, gợn lên những làn sóng lăn tăn. Thẩm Hải, anh nói bậy bạ cái gì đó, mau chóng câm miệng lại. Lúc này Đinh Tuấn Phong hét lớn lên một tiếng, bước lên giữ lấy bả vai của Thẩm Hải, không cho hắn tiếp tục nói lung tung. Sắc mặt của Đinh Tuấn Phong bỗng chốc trở nên khó coi hơn. Những người kia cũng hết sức bất ngờ trước câu nói của Thẩm Hải. Có điều, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Hải đều trở nên tràn đầy ẩn ý. Dù sao mọi người đều là lãnh đạo của các công ty, ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ một chút. Bọn họ muốn rời khỏi tỉnh Tương Tây, trở về Đông Hải, chẳng qua là cảm thấy tranh đấu với Chu Dương ở đây không có tiền đồ, hơn nữa còn không có lợi ích. Nhưng bây giờ Thẩm Hải nói vậy, lại khiến cho mọi người bắt đầu lay động. Chẳng lẽ Thẩm Hải còn có ý kiến gì có thể giúp cho cửa hàng này của bọn họ chết đi sống lại sao? Mọi người thấy nghi ngờ khó hiểu, im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm vào Thẩm Hải, sau đó lại nhìn Vương Vĩ. Trong văn phòng lúc này, e rằng chỉ có sắc mặt của Vương Vĩ là còn bình tĩnh, thậm chí, đáy mắt ông ta còn có vẻ vui mừng kích động. Ông ta thật sự không ngờ rằng, bản thân tùy tiện hỏi một câu, mà Thẩm Hải lại thật sự nói ra ý kiến khác với những người còn lại. Suy nghĩ này không hẹn mà hợp với ý kiến của Vương Vĩ. Suy cho cùng, bây giờ nếu cứ chán nản chạy về Đông Hải như vậy, thì thật sự không còn mặt mũi nào, hơn nữa sức ảnh hưởng của Chu Dương và công ty Danh Dương ở Đông Hải còn lớn hơn nhiều so với ở đây. Chỉ cần Chu Dương và công ty Danh Dương phanh phui vài chuyện không tốt của Vương Vĩ ở Đông Hải, thì Vương Vĩ và công ty của ông ta rất có thể sẽ bị đẩy xuống vực sâu thẳm. Về điểm này, Vương Vĩ đã từng suy nghĩ tới. Vương Vĩ không ngờ, nhiều người như vậy, mà chỉ có Thẩm Hải hiểu được tâm tư của mình, đưa ra một ý kiến trái chiều với người khác. Còn đối với việc những người kia phản đối, thậm chí là ngăn cản không cho Thẩm Hải nói tiếp, Vương Vĩ cũng không quan tâm lắm. Đủ rồi, các người không cần nói nữa, Thẩm Hải, anh nói tiếp đi, vì sao bây giờ chúng ta không nên trở về Đông Hải? Vương Vĩ giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng, ông ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Hải, ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ. Bảo Thẩm Hải tiếp tục nói. Nếu như không có một lý do vô cùng tốt, thì cho dù Vương Vĩ có lòng, cũng không thể kìm hãm được mấy người kia. Dù sao, bây giờ trong tay bọn họ cũng đã có cổ phần của mỹ phẩm thành phố Liễu, hoàn toàn có thể bỏ của chạy lấy người bất cứ lúc nào. Mà lúc này với năng lực của Vương Vĩ thì không có cách nào uy hiếp được bọn họ. Tất cả bọn họ đều muốn trở về Đông Hải, Vương Vĩ dựa vào cái gì mà đứng ra khô tay múa chân, cấm cản bọn họ. Thậm chí, ngay cả Đinh Tuấn Phong cũng không còn nghe theo ý kiến của Vương Vĩ, hắn tự mình đưa ra ý kiến riêng. Vương Tổng, anh đừng nghe Thẩm Hải nói bừa, ngay cả Khổng Thiếu gia còn không có cách nào, cũng không phải là đối thủ của Chu Dương, anh ta có thể có cách nào tốt được chứ, nếu có, vì sao không nói từ lâu, mà phải chờ tới tận bây giờ. Vẻ mặt Đinh Tuấn Phong biến đổi, trong lòng căng thẳng, vội lớn tiếng nói. Vương Tổng, bây giờ trong lòng tôi nghi ngờ.
thật ra Thẩm Hải chính là nội gián mà Chu Dương đặt vào chỗ chúng ta, phải biết rằng, trước đây Thẩm Hải có mối quan hệ rất thân thiết với hai người Triệu Thành và Diệp Phương, bây giờ Diệp Phương hợp tác với Chu Dương, Triệu Thành đã trở lại Đông Hải, chỉ có anh ta, vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, nếu nói không có mưu đồ gì thì tôi tuyệt đối không tin. Ninh Tuấn Phong lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hải, càng nói càng lạnh lùng. Những lời nói này chẳng qua là hắn thuận miệng nói ra, chỉ muốn tìm một cái cớ, để khiến Vương Vĩ không nghe lời Thẩm Hải nữa. Tuy nhiên, sau khi Đinh Tuấn Phong nói xong, trong lòng hắn như vừa hiểu ra điều gì đó. Bản thân nói, có vài phần rất có thể là đúng. Thẩm Hải, chính là nội gián mà Chu Dương đặt vào bên cạnh bọn họ. Bằng không, với quan hệ của ba người Thẩm Hải, Triệu Thành, và Diệp Phương. Lại còn trước khi Diệp Phương và Triệu Thành rời đi, Thẩm Hải vẫn còn tỉnh táo như trước, không một câu oán hận. Theo lý mà nói, khi Diệp Phương và Triệu Thành rời khỏi thành phố Liễu, Thẩm Hải là một người có quan hệ thân thiết với bọn họ, thì cũng có thể đi theo chân bọn họ, cùng rời đi với sự oán hận mỹ phẩm thành phố Liễu. Nhưng Thẩm Hải không làm như vậy, suốt cả khoảng thời gian vừa qua, Thẩm Hải chưa từng đưa ra một lời đề nghị có ích nào. Còn lúc này, Thẩm Hải lại đưa ra đề nghị, bảo Vương Vĩ không nên trở về Đông Hải. Có ý đồ gì đây? Câu hỏi lớn tiếng của Đinh Tuấn Phong lập tức khiến mọi người trong văn phòng im lặng. Ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Thẩm Hải. Có một số việc, ngay từ đầu mọi người còn chưa phát hiện ra, dù sao lúc đó, tất cả mọi người đều đứng chung trên một con thuyền. Bây giờ, con thuyền này sắp bị lật, mọi người đều phải tự mình đi tìm con đường sống sót riêng. Vào thời điểm mấu chốt, Thẩm Hải lại đứng ra, dùng lời nói an ủi mọi người, bảo mọi người không cần đi tìm đường sống nữa, con thuyền này sẽ không bị lật, trái lại còn có thể tiếp tục lướt đi trên mặt nước. Chuyện quỷ quái như vậy, ai mà tin được chứ? Vương Vĩ hơi sao động, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hải cùng trở nên sắc bén, hoàn toàn khác biệt với thái độ vừa nãy. Anh, Ninh Tuấn Phong, trước đây tôi chưa từng đắc tội với anh, sao bây giờ anh lại vu oan cho tôi như vậy? Thẩm Hải giận dữ, vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Đinh Tuấn Phong, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn, hận không thể lập tức xông lên, dùng một đấm quật ngã Đinh Tuấn Phong. Lần này, cũng hù dọa Đinh Tuấn Phong hoảng sợ, nỗi ám ảnh trước đây hắn bị người khác đánh đến giờ vẫn còn đậm nét, khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Hải, Đinh Tuấn Phong vô thức nhớ tới những cú đấm hung tợn, cho tới bây giờ, những vết thương trên người, vẫn còn nhìn thấy dấu vết lưu lại. Vương Tổng, thử hỏi, tôi đã có chỗ nào có lỗi với anh chưa? Từ trước đến nay tôi không có thủ oán gì với Đinh Tuấn Phong, tôi khuyên Vương Tổng không cần trở về Đông Hải, tất nhiên là có ý kiến riêng, nếu không, bản thân tôi chẳng lẽ lại không muốn trở về Đông Hải sao? Hay là nói, các người thực sự là cam tâm thừa nhận thất bại như vậy, buông tha cho thị trường ở tỉnh Tương Tây? Thẩm Hải hét lên một tiếng, âm thanh lớn lết sức, cố ý để cho mọi người thấy ý chí của hắn. Hắn không ngờ, bản thân còn chưa kịp đưa ra kiến nghị cho mọi người, mà đã bị Đinh Tuấn Phong gắn cho cái mác là tên phản bội, kẻ nội gián. Nội gián mà Chu Dương sắp xếp. Nếu Vương Vĩ tin vào điều này, thì Thẩm Hải cảm thấy bản thân hôm nay nhất định sẽ không ra khỏi mỹ phẩm thành phố Liễu này được. Thẩm Hải nói một hơi liền mạch như vậy, cũng khiến cho nghi ngờ trong lòng Vương Vĩ vơi đi chút ít. Tuy rằng trong đầu vẫn thấy hơi khó hiểu, song cũng đủ để giải thích được tấm lòng của Thẩm Hải. Vậy anh nói xem. Vì sao bây giờ tốt nhất là chúng ta không nên rời khỏi tỉnh Tương Tây, để trở về Đông Hải, Khổng thiếu gia cũng đã thua trong tay Chu Dương, chẳng lẽ chúng ta còn hy vọng để trở mình sao? Vương Vĩ hạ giọng hỏi. Chương 617, hai sự lựa chọn. Lúc này, ông ta đang suy nghĩ về lý do mà Thẩm Hải nói. Có lẽ, bởi vì mình là một người trong cuộc, cho nên có một số thứ không thực sự được nhìn thấy được chăng? Mặc dù Thẩm Hải cũng là cộng sự hợp tác làm ăn, hơn nữa lại nắm trong tay không ít cổ phần, nhưng Thẩm Hải từ đầu đến cuối hoàn toàn giống như người ngoài lề. Trong cuộc chiến với Chu Dương, Thẩm Hải hầu như vẫn là người im lặng. Bây giờ Thẩm Hải đột nhiên đưa ra ý kiến, có lẽ thật sự có chỗ khác biệt. Vương Vĩ không khỏi mong đợi. Nghe thấy Vương Vĩ nói như vậy, những người khác muốn nói, nhưng lời vừa chạm đến môi thì không cách nào bật ra ngoài được, cứ thế mà nuốt vào trong bụng. Mọi người nhìn về phía Thẩm Hải. Muốn nghe xem cái gọi là lý do của hắn rốt cuộc là gì. Vương Tổng, thực ra là chúng ta vẫn luôn đi sai hướng. Trong lòng Thẩm Hải đã xác định, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn thực sự lo lắng không thể thuyết phục được Vương Vĩ, dẫn đến việc sẽ bị Vương Vĩ nghi ngờ.
Chỉ là hắn không ngờ Vương Vĩ lại dễ dàng tin lời người khác như vậy, hơn nữa còn bày tỏ ra bản thân cũng không muốn làm thế. Tình hình như vậy về cơ bản là không thỏa đáng và rất dễ dàng bị người khác lợi dụng. Sai hướng. Vương Vĩ khẽ hỏi. Những người khác cũng thì thầm bàn tán. Sai hướng. Sai hướng gì? Trong khoảng thời gian bọn họ tranh đấu với Chu Dương, bọn họ đi sai hướng nào? Tại sao mọi người không phản ứng kịp? Ánh mắt mọi người đều quét về phía Thẩm Hải. Đúng vậy, Vương Tổng, mọi người nghĩ xem, chúng ta ngay từ đầu đã xác định Chu Dương và công ty Danh Dương là đối thủ của chúng ta, còn không ngừng đối đầu với họ. Nhưng đối thủ thực sự của chúng ta là Chu Dương và công ty Danh Dương sao? Giọng nói của Thẩm Hải chậm rãi vang lên trong văn phòng. Những người đang lắng nghe, lông mày của họ cũng nhíu lại ngay lập tức. Ánh mắt Vương Vĩ nhìn Thẩm Hải càng thêm căng thẳng khó hiểu. Việc xác định Chu Dương và công ty Danh Dương là đối thủ, là do Vương Vĩ đặt ra ngay từ đầu. Có thể nói, nếu như xét trên lời của Thẩm Hải nói, thì từ trước đến nay đối thủ của họ đều không phải là Chu Dương, cũng không phải là công ty Danh Dương, vậy thì, điều đó cho thấy ngay từ lúc bắt đầu cách làm của Vương Vĩ đã là sai lầm. Đây là điều mà Vương Vĩ không thể chấp nhận nổi. Ánh mắt Vương Vĩ u ám, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hải đang nói. Không, đối thủ của chúng ta chưa bao giờ là Chu Dương, cũng không phải công ty Danh Dương, mà là chính chúng ta. Mọi người, chi nhánh thành phố Liễu này là cửa hàng riêng của chúng ta, được thành lập từng bước bởi sự đầu tư và chuẩn bị của chúng ta, mà sự giúp đỡ của Chu Dương và công ty Danh Dương cũng không có gì đáng kể. Tương tự, mỹ phẩm thành phố Liễu của chúng ta, không cần biết là tốt hay xấu, đối với Chu Dương và công ty Danh Dương mà nói đều không quan trọng. Tỉnh Tương Tây có rất nhiều thành phố nào cũng sẽ thành lập một chi nhánh, hưng thịnh và suy tàn của một và hai chi nhánh thì Chu Dương cũng không quá quan tâm. Thẩm Hải không để ý đến ánh mắt khó chịu của Vương Vĩ, bình tĩnh tiếp tục nói. Mục đích của chúng ta đến đây là gì? Là muốn khiêu chiến Chu Dương sao? Lẽ nào những tổn thất ở Đông Hải vẫn chưa đủ ư? Mục đích của chúng ta là đến Tương Tây này mở cửa thị trường, kiếm tiền. Nhưng bây giờ, mọi người hãy xem, chúng ta không những không kiếm được một xu mà còn lãng phí thời gian hàng tháng trời. Ngay cả số tiền đầu tư vào mỹ phẩm thành phố Liễu cho đến lúc này vẫn chưa thể thu lại được. Thẩm Hải dầu dĩ nói, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn mọi người, trên mặt tràn ngập sự thành khẩn. Mà lời nói của Thẩm Hải giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên gây ra sóng lớn bắn tung tóe. Gợn sóng liên tục. Tất cả mọi người luôn cho rằng muốn đấu với Chu Dương đến cùng, để rồi cho Chu Dương thấy rằng dù bọn họ có rời Chu Dương đi chăng nữa thì vẫn có thể sống sót yên ổn. Thời gian trôi qua, niềm tin đó biến thành sự thật, bản thân ở lại Tương Tây, chính là để đối đầu với Chu Dương. Tuy nhiên sau khi Thẩm Hải nói ra lời này, mọi người lập tức hiểu ra. Mọi người đều là người Đông Hải. Từ Đông Hải đi theo Chu Dương đến đây, mục đích là gì? Tìm kiếm sự giàu có, mở cửa thị trường. Không cần biết là Chu Dương giúp đỡ hay không, thì hai điểm này đều không thay đổi. Với sự giúp đỡ của Chu Dương, bọn họ xây dựng chi nhánh của công ty Danh Dương, không chỉ có thể tìm kiếm của cải, mà còn có thể mở ra thị trường, vô cùng rộng lớn thuận lợi. Không có sự giúp đỡ của Chu Dương, họ cũng có thể tự mở thị trường, nhưng mọi việc sẽ không suôn sẻ như ở Đông Hải. Không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiếm khi tất cả mọi người cùng nhau trở thành một đội, cơ hội thành công cũng không hề nhỏ. Chỉ là, bây giờ mọi người đều đã trải qua một trận sóng gió dày vò như vậy, thì cái suy nghĩ đó đã không còn nữa rồi. Trên mỗi khuôn mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Vương Vĩ thấy tất cả những điều này, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ông ta đương nhiên thấy được, cái tên Thẩm Hải hoàn toàn không có ý tốt. Ông ta cho rằng Thẩm Hải sẽ đưa ra ý kiến tốt nào đó giúp ông ta thuyết phục những người này. Để họ ở lại tỉnh Tương Tây, giúp ông ta tiếp tục chiến đấu với Chu Dương. Nhưng bây giờ, Thẩm Hải trực tiếp quét sạch sương mù trước mặt mọi người, cho mọi người biết bản thân đến đây là để làm gì. Đúng thế, chính xác là như vậy, tôi theo Chu Dương đến tỉnh Tương Tây, không phải vì công ty Danh Dương đang phát triển nhanh chóng ở Đông Hải và Chu Dương hứa sẽ đưa chúng ta đi mở rộng thị trường ở đây, đồng thời còn hợp tác với Trương ra sao. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tay chân múa may, nước da trên mặt có lúc hồng hào khác thường, có lúc lại tái nhợt vì tiếc nuối. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lúc này, Vương Vĩ đột nhiên hét lên. Nhìn thấy đủ kiểu sắc mặt của mọi người, Vương Vĩ chợt thấy hối hận. Sớm biết Thẩm Hải sẽ nói như vậy,
ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho Thẩm Hải cơ hội nói ra. Vương Tổng, tôi phải nói rằng tất cả mọi người đến với nhau là do duyên phận, mục đích đều giống nhau, chỉ là kiếm tiền, hoàn toàn không muốn phải đánh nhau sống còn với Chu Dương, như vậy thì chúng tôi có lợi gì chứ? Nhưng vì Thẩm Hải đã nói nhiều như vậy, đương nhiên lúc này không thể nào chỉ vì một câu nói của Vương Vĩ liền có thể ngăn chặn được. Không quan tâm đến vẻ mặt ngày càng u ám của Vương Vĩ, Thẩm Hải nhìn đám người rồi sau đó lại cất cao giọng nói. Mọi người, bây giờ Khổng Huy đã không còn là đối thủ của Chu Dương nữa, lẽ nào chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khiêu chiến với Chu Dương sao? Hơn nữa, lúc mới bắt đầu đấu tranh với Chu Dương, cũng là do một mình Vương Vĩ, chúng ta chẳng qua là bị tình thế ép buộc. Bây giờ, mỗi người có hai sự lựa chọn. Thẩm Hải duỗi ra hai ngón tay, cười nói. Lựa chọn gì? Đúng, hai lựa chọn gì? Chúng ta còn có thể đi theo Chu Tổng lần nữa không? Đột nhiên, có hai đối tác không nhịn được nữa vội vàng hỏi. Thứ nhất là rời khỏi tỉnh Tương Tây lập tức trở về Đông Hải, nhưng sau khi trở lại Đông Hải, thì lúc đó mọi người đã thật sự đã đắc tội với Chu Dương, còn có những người vẫn đứng về phía Chu Dương. Mọi người hãy suy nghĩ thử mà xem, công ty của mình ở Đông Hải có còn muốn hoạt động nữa không? Thứ hai là nhận lỗi với Chu Dương, tin rằng với sự rộng lượng của Chu Tổng, thì anh ấy có thể hiểu được chúng ta. Chương 618, lựa chọn 1. Thẩm Hải nói xong, hai ngón tay vừa rồi dựng lên, vẫn còn chưa thu lại. Toàn bộ văn phòng đều yên lặng. Mọi người sững sờ nhìn Thẩm Hải. Nhưng ngay sau đó, sự im lặng này đã bị phá vỡ. Hai người vừa hỏi đó đột nhiên thở dài, mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia hy vọng cùng với sự vui mừng. Chúng ta thật sự có thể lần nữa đứng cùng một chiến tuyến với Chu Tổng sao? Một người hỏi một cách thận trọng, giọng điệu lo lắng, vì sợ rằng Thẩm Hải sẽ đột ngột nói không. Mà người còn lại, ánh mắt cũng tràn ngập sự hy vọng nhìn về phía Thẩm Hải. Dường như chỉ cần Thẩm Hải nói có thể, thì hai người họ sẽ lập tức trở về bên cạnh Chu Dương. Hỗn xược! Các người đang muốn làm cái gì? Thẩm Hải, anh im ngay đi. Lúc này tâm trạng của Vương Vĩ thực sự rất không tốt, thậm chí là rất tức giận. Ông ta không ngờ rằng, lời nói này của Thẩm Hải lại có thể khiến người kia dao động dễ dàng đến thế, đồng thời còn chủ động đặt ra câu hỏi. Vương Vĩ biết bây giờ chỉ có hai người này hỏi, nhưng những người khác chưa chắc là không có cái suy nghĩ này. Vào lúc này, sắc mặt của Đinh Tuấn Phong và một người nữa liên tục thay đổi. Như thể họ đang trăn trở điều gì đó trong lòng. Nhìn thấy điều này, Vương Vĩ sao có thể không hiểu đây, chỉ cần sau khi Đinh Tuấn Phong và người cộng sự này cân nhắc về ưu điểm và nhược điểm, thì nhất định sẽ đưa ra lựa chọn. Mà sự lựa chọn này, ngay lúc này Vương Vĩ thực sự có thể đoán ra được. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Đinh Tuấn Phong, thì hắn nhất định sẽ lựa chọn một lần nữa đứng về phía Chu Dương. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì những câu nói vừa rồi của Thẩm Hải. Thẩm Hải. Vương Vĩ không ngừng gào thét trong lòng, ông ta không hiểu tại sao cái tên Thẩm Hải này lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể nói ra những lời này. Từ trước đến nay Thẩm Hải vẫn luôn im lặng, chẳng lẽ đều là bước đệm chuẩn bị cho ngày hôm nay? Không đúng. Vương Vĩ nhận ra có điều gì đó không bình thường. Cái tên Thẩm Hải này vừa nãy đi ra ngoài mua thức ăn cho mọi người, đã đi rất lâu. Thời gian dài như vậy, đừng nói là chỉ để mua một vài thứ. Cho dù là ngồi ở đó ăn, thì e rằng cũng đã ăn xong rồi. Trong khoảng thời gian đó, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì mà Vương Vĩ không biết. Thậm chí, rất có thể Thẩm Hải đã gặp ai đó trong khoảng thời gian này. Thẩm Hải, có phải những lời này là do Diệp Phương bảo anh nói hay không? Vương Vĩ trầm giọng hỏi. Lúc này Chu Dương có lẽ vẫn đang ở Trường Sa, nếu gọi qua điện thoại thì chưa chắn Thẩm Hải sẽ tin tưởng. Vì vậy, bây giờ... Người duy nhất có thể khiến Thẩm Hải đưa ra lựa chọn và quyết định nhanh chóng như vậy chỉ là thể là Diệp Phương. Mà tình cờ là bây giờ Diệp Phương cũng đang ở đối diện chi nhánh thành phố Liễu, muốn gặp Thẩm Hải một lát thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Giọng nói của Vương Vĩ vừa vang lên, những người khác đều nhìn sang. Nhưng ánh mắt này đều hiện lên sự cảnh giác, hy vọng, phấn khích, mong đợi, rất đa dạng. Nhưng mỗi người đều đang chờ đợi Thẩm Hải nói. Nếu đây thực sự là những gì Diệp Phương nhờ Thẩm Hải nói, thì với thân phận và năng lực của Diệp Phương, những lời này đều là sự thật. Bằng không, một mình Thẩm Hải cũng không có đủ sức hấp dẫn và tư cách lớn như vậy để khiến tất cả mọi người tin tưởng mình. Đúng vậy, những lời này là những gì Diệp Tổng yêu cầu tôi nói. Đồng thời,
những lời này cũng là những gì Diệp Tổng muốn nói với mọi người. Trong lòng Thẩm Hải hơi sửng sốt, thầm thở dài, Vương Vĩ này quả thực có giác quan quá nhạy bén, nhanh như vậy đã phát hiện ra đây là ý của Diệp Phương. Chỉ là, ngay cả khi bây giờ Vương Vĩ phát hiện ra, thì cũng sẽ không có tác dụng gì nữa rồi. Trước kia lúc Khổng Huy vẫn chưa bỏ mặc Vương Vĩ không dám làm gì Diệp Phương, nhưng bây giờ Khổng Huy đã trực tiếp vứt bỏ Vương Vĩ thì ông ta càng không thể làm gì gây hại cho Diệp Phương được nữa. Hơn nữa, Diệp Tổng cũng đã nói với tôi rồi, chỉ cần mọi người bây giờ đứng về phía chủ tổng như lúc ban đầu, thì mọi chuyện trước đây đều có thể gạt bỏ hết. Thẩm Hải nói tiếp, bây giờ cảm xúc của mọi người đã bị Thẩm Hải lay động hoàn toàn, trong lòng mỗi người đều có cái gì đó thôi thúc, chố mắt nhìn nhau, chờ người khác dẫn đầu, rồi đưa ra câu trả lời. Dù sao, thì chuyện như vậy thực sự quá tốt rồi, không hề có hại. Xét cho cùng, gia sản của họ đều là ở Đông Hải, mà chỉ cần ở Đông Hải, thì công ty của họ chắc chắn có nhiều khía cạnh sẽ liên quan đến công ty Danh Dương. Dù như thế nào đi nữa, những người và những công ty mà trước đây họ từng hợp tác, bây giờ chỉ e rằng đều đã gắn chặt mối quan hệ mật thiết với công ty Danh Dương và Chu Dương rồi cũng nên. Đương nhiên rồi, tôi biết mọi người vẫn có hơi sợ hãi lo lắng, sợ rằng đây là Diệp Tổng lừa gạt mọi người, mục đích chỉ là chọc tức mọi người. Sau khi dừng lại, trên mặt Thẩm Hải lộ vẻ khinh thường, lúc này rồi mà vẫn còn do dự, chẳng tránh không làm được việc lớn, một chút quả quyết cũng không có. Có điều, tôi phải nói rõ với mọi người rằng nguyên nhân khiến tình hình trở nên như thế này, tất cả đều là vì Vương Vĩ muốn tách ra khỏi Chu Dương, nói ra những lời khoác lác, kể cả khi không có Chu Tổng, không có công ty Danh Dương, thì chúng ta vẫn có thể điều hành ổn định mỹ phẩm thành phố Liễu như cũ. Bây giờ, tất cả mọi người đều nhìn thấy tình hình rồi đó. Vì vậy, mọi người đều có thể đưa ra lựa chọn khác, nhưng Vương Vĩ phải có trách nhiệm với tình hình bây giờ, cho nên, một mình Vương Vĩ không thể đưa ra lựa chọn một lần nữa. Vì anh ta đã chọn đứng về phía đối diện của Chu Dương và công ty Danh Dương, vậy thì anh ta phải gánh chịu hậu quả này. Thẩm Hải lạnh giọng nói, vào lúc này, hắn như đã hóa thân thành một thẩm phán, chỉ cần một chữ thốt ra, tương lai của Vương Vĩ sẽ được định đoạt. Được rồi, tôi đã quyết định, nếu như Chu Tổng đã rộng lượng như vậy, thì tôi cũng không thể phụ lòng tốt của Chu Tổng được, Thẩm Hải, tôi sẽ lại đứng về phía Chu Tổng. Đột nhiên, một người không nhịn được trực tiếp tỏ rõ thái độ, sau đó nghiêm mặt đứng bên cạnh Thẩm Hải, sắc mặt nghiêm túc và nghiêm nghị, như thể những gì hắn nói vừa rồi là một lời thề, vĩnh viễn không bao giờ vi phạm. Mà một người chủ động bày tỏ lập trường, lập tức phá vỡ thế cân bằng, khiến cho sắc mặt của người khác thay đổi, trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng. Tôi cũng đã quyết định, lần này đứng về phía Chu Tổng, nhất định sẽ không thay đổi nữa. Cả tôi nữa, trước đây tôi bị Vương Vĩ lừa gạt nên mới làm ra chuyện dại dột. Bây giờ tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Vĩ, tôi lựa chọn cải tà quy chính trở về, nhất định ủng hộ Chu Tổng. Đột nhiên, ngoại trừ Vương Vĩ và Đinh Tuấn Phong, cả ba người khác đều đưa ra quyết định và lựa chọn đứng về phía Chu Dương một lần nữa. Trong phút chốc, bầu không khí trong văn phòng trở nên vui vẻ hơn một chút. Ba người đưa ra quyết định lúc này đều mang theo vẻ mặt thoải mái, như thể cuối cùng đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong đời, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cảm nhận được sâu sắc nhất cái cảm giác khi đứng đối diện với Chu Dương và công ty Danh Dương. Căng thẳng, lo lắng, hoảng sợ. Hầu như tất cả các loại cảm xúc tiêu cực vẫn cứ quấn lấy họ, không có cách nào giảm bớt được. Mà họ cũng thực sự cảm thấy rằng Chu Dương là người có thực lực, họ sẽ không có khả năng cạnh tranh. Vương Vĩ tìm đến đại thiếu gia của Khổng gia, thậm chí cả những người của Giang gia, hợp tác cùng nhau, nhưng họ vẫn không phải là đối thủ của Chu Dương. Kể từ khi biết được tin Khổng Huy lựa chọn từ bỏ, thì mọi người thực sự đã mất hết hy vọng, họ chỉ muốn quay trở lại Đông Hải, ra mặt hay thể diện cái gì đó, hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Chương 619, lựa chọn 2. Nhưng bây giờ, Thẩm Hải nói mấy lời như vậy, khiến bọn họ lập tức tỉnh ngộ. Một cơ hội trở lại đứng bên cạnh Chu Dương sờ sờ trước mắt, chỉ cần bọn họ cắn răng đưa ra quyết định, liền lập tức biến thành một con người khác. Thậm chí khi họ đưa ra quyết định này, trong lòng hoàn toàn không có gì do dự, thậm chí còn vì tranh giành dẫn đầu mà hốt hoảng, vội vã bày tỏ thái độ chỉ sợ cơ hội sẽ vụt mất. Trong phòng làm việc bây giờ chỉ có Vương Vĩ và Đinh Tuấn Phong không tỏ thái độ gì. Đinh Tổng, không biết quyết định của anh là gì? Thẩm Hải nhìn Đinh Tuấn Phong, người này lúc trước nắm giữ số cổ phần mỹ phẩm thành phố Liễu nhiều thứ hai trong số các cổ đông. Có điều,
Lúc trước bọn họ giao hết cổ phần cho Vương Vĩ, để Vương Vĩ đi tìm Khổng Huy giúp đỡ, trong tay mọi người đều không còn cổ phần nữa. Vì vậy bây giờ Đinh Tuấn Phong không còn liên quan gì đến mỹ phẩm thành phố Liễu. Sắc mặt Đinh Tuấn Phong tối sầm lại, ánh mắt phức tạp và đố kỵ nhìn Thẩm Hải. Thẩm Hải này, bất tài vô dụng, có thể đảm nhiệm vai trò một người truyền lời, mang cho mọi người hy vọng, đồng thời cũng là lấy công chuộc tội trước mặt Chu Dương. Vai trò này, nên là mình làm mới đúng. Đáng ghét, đều tại người phụ nữ Diệp Phương kia thiên vị Thẩm Hải. Trong trường hợp này, tôi cũng ủng hộ công ty Danh Dương, sự việc đến ngày hôm nay, tôi nhất định không để bị Vương Vĩ lừa gạt lần nữa. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột, không hề lưỡng lự chần chừ. Đinh Tuấn Phong nói xong, trên mặt liền nở nụ cười, tiến lên phía trước hai bước, đến trước mặt Thẩm Hải, vươn tay vỗ vai Thẩm Hải hai cái, đầy vẻ thấu hiểu, ân cần. Lúc này, cũng chỉ còn mình Vương Vĩ không tỏ thái độ gì. Tuy nhiên, ông ta cũng không có quyền bày tỏ, mà Thẩm Hải cũng sẽ không cho ông ta quyền hạn và cơ hội nói ra quan điểm của bản thân. Vương Vĩ, bây giờ mọi người đều đã nhìn rõ bộ mặt của anh, chẳng lẽ anh không cảm thấy có chút tội lỗi nào sao? Thẩm Hải thấp giọng mắng, đôi lông mày nhướng lên, ánh mắt như hai tia lết nhìn về phía Vương Vĩ, tựa như muốn nhìn xuyên thấu ông ta. Vương Vĩ, đồ lòng lang dạ sói, nếu không có Chu Tổng, anh làm sao có được ngày hôm nay, nếu không phải Chu Tổng, mỹ phẩm thành phố Liễu này ban đầu căn bản không thể khai trương. Nhưng thật không ngờ anh lại sinh ra dã tâm, lòng lang dạ sói, phản bội Chu Tổng, hơn nữa còn uy hiếp ép chúng tôi phải đứng về phe đối đầu với Chu Tổng, hôm nay, mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. Lẽ trời luân hồi, báo ứng không sai, Vương Vĩ, mọi thứ ngày hôm nay đều là anh tự mình chuốc lấy. Sau khi Thẩm Hải mắng xong, Đinh Tuấn Phong cũng tiếp lời trách mắng Vương Vĩ, giống như Vương Vĩ tội ác tày trời, mà bọn họ đều oan uổng vô tội, vẻ mặt đầy giận dữ, ánh mắt nhìn Vương Vĩ thậm chí còn có phần hung dữ. Đúng vậy, Vương Vĩ, tất cả chuyện này đều là lỗi của anh. Đã đến nước này rồi, vẫn ngoan cố, thật là vô phương cứu chữa. Có Đinh Tuấn Phong dẫn đầu, những người khác cũng thi nhau mắng nhiếc Vương Vĩ. Tựa như lúc này, ai mắng Vương Vĩ độc ác hơn thì có thể có công lao lớn hơn vậy. Giờ phút này, Vương Vĩ yên lặng ngồi trên ghế của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người đang không ngừng mắng chửi trước mặt, đủ mọi loại từ ngữ dơ bẩn ùn ùn tuôn ra, nét mặt không hề dao động. Giống như tiếng chửi rủa của bọn họ không hề ảnh hưởng đến Vương Vĩ. Nhưng thực ra, trong lòng Vương Vĩ đã rất tức giận. Ông ta hận không thể đứng thẳng dậy, xông tới dậy cho Đinh Tuấn Phong, kẻ mắng chửi dữ dội nhất, một bài học nhớ đời. Trước đây, ông ta đối xử với mấy người này tốt như vậy, thế nhưng bây giờ, bọn họ lại vì chối bỏ chuyện cũ mà thay đổi nhanh đến chóng mặt. Thẩm Hải càng khiến Vương Vĩ thêm phẫn nộ. Phản bội mình không nói, còn thông đồng với Diệp Phương và Chu Dương, nói ra những lời như vậy. Tội lỗi. Đây là thứ gì, lại cứ như vậy tùy tiện đổ lên đầu mình. Lửa giận trong lòng Vương Vĩ sôi trào, khóe miệng co rút, sắp không nhẫn nhịn được nữa. Các người, các người. Vương Vĩ chỉ vào Thẩm Hải, Đinh Tuấn Phong và những người khác, không kìm nổi sự tức giận. Đám người này quả là vô liêm sỉ, không biết nhục nhã. Thay đổi thất thường, chỉ sợ hôm nay phản bội mình đứng về phía Chu Dương, sau này cũng không có được tín nhiệm của Chu Dương, sớm muộn cũng bị Chu Dương xử lý. Lúc trước các người phản bội Chu Dương. Hôm nay lại phản bội tôi, thay đổi thất thường như vậy, các người thực sự cho là Chu Dương sẽ tin tưởng các người lần nữa sao? Mơ mộng hão huyền, các người cứ chờ đó, Chu Dương nhất định sẽ tính toán với mấy người. Vương Vĩ lớn tiếng gào lên. Hừ, tính toán hay không, điều này không cần Vương Vĩ anh phí tâm, chúng tôi đều tự mình hiểu được. Nhưng còn anh, đến lúc này, có lời gì cứ nói thẳng, tôi sẽ truyền đạt lại với Diệp Tổng và Chu Tổng. Thẩm Hải lạnh lùng cười, bình thản nói. Đã đến lúc này, Vương Vĩ vẫn không quên chia rẽ nội bộ, mưu đồ khiến trong lòng bọn họ có hoài nghi, từ đó tạo ra vết nứt giữa quan hệ của họ với Chu Dương. Nhưng tất cả những điều này, sao có thể qua được ánh mắt của Thẩm Hải? Thẩm Hải phách lối kiêu ngạo, cảm giác mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát khiến hắn lâng lâng, vô cùng sảng khoái. Đặc biệt là, Vương Vĩ bây giờ chỉ có thể chịu đựng cảm xúc bị mình dày vò. Điều này trong quá khứ, Thẩm Hải chưa từng tưởng tượng đến. Ở tỉnh Tương Tây, Vương Vĩ có Khổng Huy chống lưng, Thẩm Hải lại không có hậu thuẫn, đương nhiên không dám làm mất lòng Vương Vĩ. Ở Đông Hải, quy mô công ty của Thẩm Hải cũng không lớn bằng Vương Vĩ, rất nhiều phương diện, thậm chí còn phải thiết lập quan hệ hợp tác với công ty của Vương Vĩ.
Nhưng bây giờ, Thẩm Hải gần như đã thấy được kết cục của Vương Vĩ. Ở Tương Tây đã hoàn toàn thất bại, ảo não chán trường quay lại Đông Hải. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là hắn ta sẽ bình an vô sự. Thẩm Hải tin rằng, sau khi Chu Dương về lại Đông Hải, người đầu tiên cần xử lý e rằng chính là Vương Vĩ. Mà Vương Vĩ ngã xuống, thì công ty của ông ta phút chốc sẽ như rắn mất đầu. Lúc đó, sẽ là cơ hội của Thẩm Hải. Hừ, các người cho là chuyện này sẽ khiến tôi khuất phục sao, đúng là mơ mộng hão huyền, cho dù mỹ phẩm thành phố Liễu này đóng cửa, tôi cũng sẽ không chịu thua tên họ Chu đó. Vương Vĩ lạnh lùng cười, vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Hừ, anh cứ mạnh miệng đi, tôi muốn xem thử, anh không chịu khuất phục như thế nào. Thẩm Hải khinh thường nói. Bây giờ Vương Vĩ có khí phách như vậy, đợi đến khi về Đông Hải, bị Chu Dương trừng phạt, mong là ông ta vẫn có thể kiên cường. Tình hình bây giờ, ngoại trừ Vương Vĩ, bốn người còn lại đều lựa chọn đứng về phía Chu Dương, điều này khiến Thẩm Hải tương đối hài lòng. Đối với Vương Vĩ mà nói, chuyện này tựa như bị cô lập hoàn toàn, ông ta lúc này giống một kẻ cô độc ở Tương Tây. Cục diện này, có lẽ khá ăn khớp với những lời Diệp Phương vừa nói, rằng muốn dạy cho Vương Vĩ một bài học. Trong lòng Thẩm Hải tràn đầy vui sướng. Có được điều này, hắn có thể hàn gắn quan hệ với Diệp Phương, từ đó tranh thủ thêm cơ hội cho bản thân. Chương 620, sắp xếp. Sau khi làm yên lòng đám người Đinh Tuấn Phong, bảo bọn họ chờ đợi tin tức, Thẩm Hải nhanh chóng rời khỏi mỹ phẩm thành phố Liễu, đi về phía chi nhánh thành phố Liễu ở đối diện. Tình hình bên này coi như đã được kiểm soát, việc tiếp theo, còn phải xem Diệp Phương sắp xếp ra sao. Việc mà Thẩm Hải cần làm bây giờ, là đi theo Diệp Phương, tỏ rõ thái độ của mình. Đúng lúc này, trong phòng làm việc ở tầng 2 mỹ phẩm thành phố Liễu, Đinh Tuấn Phong và đám người nhìn qua cửa sổ, thấy Thẩm Hải đang sải bước đi về cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu phía đối diện, trên mặt chợt nở nụ cười. Thẩm Hải hay người khác qua lại với Diệp Phương, bọn họ không quan tâm lắm. Ngay cả Đinh Tuấn Phong cũng không thực sự để ý. Chỉ cần mọi chuyện thật sự giống như lời Thẩm Hải vừa nói, bây giờ bọn họ tỏ rõ thái độ, sẽ có cơ hội chọn lựa lần nữa. Điều này với bọn họ là quá đủ rồi. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Chu Dương, thấy được sự lớn mạnh của công ty Danh Dương. Ngay cả đám người Khổng Huy cũng không phải đối thủ của Chu Dương, chi nhánh thành phố Liễu chỉ trong một thời gian ngắn sau khi khai trương, kinh doanh đã nhanh chóng vượt qua mỹ phẩm thành phố Liễu. Thậm chí, mỹ phẩm thành phố Liễu có thực hiện hoạt động quảng bá gì đi chăng nữa dường như vẫn luôn lép vế so với chi nhánh thành phố Liễu. Mà điều này cũng khiến đám người Đinh Tuấn Phong nhận ra rằng, thành công của công ty Danh Dương có được là dựa vào cách làm đúng đắn của Chu Dương, không phải như bọn họ, tùy tiện lôi kéo thành viên là có thể thành công. Đúng lúc này, Thẩm Hải bước vào cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, quản lý chi nhánh đã chờ từ lâu, dẫn Thẩm Hải tới phòng làm việc của Diệp Phương. Anh đến rồi. Diệp Phương ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Hải từ từ bước tới, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng bình tĩnh, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Diệp Tổng, tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Ngoại trừ Vương Vĩ, những người khác đều sẵn lòng ủng hộ Chu Tổng một lần nữa. Thẩm Hải trầm giọng nói, hắn không biết mình làm vậy có đúng với ý định ban đầu của Diệp Phương hay không. Tuy nhiên, trước đó Diệp Phương nói không thể để Vương Vĩ dễ dàng rời khỏi Tương Tây, quay lại Đông Hải. Thủ đoạn cụ thể, Diệp Phương không dặn dò, nhưng Thẩm Hải cũng không phải kẻ tầm thường, đương nhiên hắn biết nên làm thế nào để Vương Vĩ khổ sở. Đó là khiến ông ta phải nếm trải mùi vị bị người khác phản bội. Lần này, tất cả mấy người cộng sự đều lựa chọn ủng hộ Chu Dương, còn Vương Vĩ bỗng chốc biến thành kẻ cô độc. Mùi vị này, vừa nghĩ tới, Thẩm Hải đã cảm thấy tâm thần rối loạn, hiển nhiên là không chịu nổi loại đau khổ dày vò này. Ừ, tốt lắm, ban đầu Vương Vĩ lựa chọn phản bội Chu Tổng thì nên nghĩ tới hậu quả này, thời gian tới, ông ta muốn yên ổn rời khỏi tỉnh Tương Tây, quay về Đông Hải cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Phương lạnh lùng nói, hai mắt khẽ nheo lại, toát ra vẻ cao ngạo khó gần. Trong lòng Thẩm Hải chợt thấy ớn lạnh, càng cảm thấy lựa chọn của bản thân lúc này rất đúng đắn, bằng không, tiếp tục lựa chọn hợp tác cùng Vương Vĩ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tiếp theo, Thẩm Hải, anh chuẩn bị một chút, đến Trường Sa gặp Chu Tổng, sau đó có thể chuẩn bị quay về Đông Hải rồi. Diệp Phương bình thản nói, cũng coi như triệt để vỗ về trái tim Thẩm Hải. Sở dĩ hắn làm vậy, chẳng qua là không muốn sau khi về Đông Hải bị Chu Dương và công ty Danh Dương tính sổ. Giờ đây, tất cả những chuyện này chỉ là thủ đoạn và phương thức để hắn lấy công chuộc tội mà thôi.
Sau khi nhận được lời hứa của Diệp Phương, Thẩm Hải hết sức vui mừng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, lông mày nhướng lên, tâm trạng tốt hơn trong nháy mắt. Được, cảm ơn Diệp Tổng. Thẩm Hải nhanh chóng cảm ơn, sau khi tạm biệt Diệp Phương liền vội vàng trở lại Mỹ Phẩm thành phố Liễu, hắn muốn nói tin tức này cho mọi người, để họ bình tĩnh lại, khỏi phải thấp thỏm lo âu. Nhìn Thẩm Hải rời đi, Diệp Phương mỉm cười hài lòng. Đối với đám người Thẩm Hải, Diệp Phương kỳ thực không có quá nhiều oán hận, mỗi người đều có mục đích khác nhau, đương nhiên sẽ áp dụng những phương pháp khác nhau. Điều này cũng không đáng trách, cô không thể vì chuyện này mà căm hận Thẩm Hải. Bây giờ, cô để Thẩm Hải làm mấy việc này chẳng qua là muốn trừng phạt Vương Vĩ một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phương vẫn quyết định nói chuyện này với Chu Dương, dù sao ngay từ đầu Diệp Phương đã làm việc dưới danh nghĩa của Chu Dương, nếu không nói với Chu Dương một tiếng thì có vẻ không hợp lẽ. Không lâu sau, Chu Dương ở Trường Sa nhận được điện thoại từ Diệp Phương. Nghe Diệp Phương nói xong, Chu Dương thấy hơi dở khóc dở cười. Anh đương nhiên không hề quan tâm đến Vương Vĩ, một con kiến nhỏ nhoi, đáng để một con đại bàng bay lượn quan sát để ý sao? Điều này không có khả năng. Vì vậy, sau khi Khổng Huy và Giang Phong chủ động nhận lỗi, Chu Dương cũng không định làm gì nữa, trước mắt thu dọn để quay về Đông Hải mới là chuyện quan trọng. Có điều, Diệp Phương làm như vậy, Chu Dương tất nhiên cũng không trách móc cô, anh chỉ cười, nhẹ giọng nói mình đã biết. Cúp điện thoại, Chu Dương đứng bên cửa sổ suy nghĩ một hồi, phát hiện chuyện ở Tương Tây bên này tạm thời đã xong xuôi. Bất kể là Khổng Huy và Giang Phong có phải thật sự nhận sai hay không, sau này sẽ không kiếm chuyện nữa, nhưng trước mắt, trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không tùy tiện ra tay. Các dự án phát triển chi nhánh công ty Danh Dương cũng đang lần lượt triển khai. Trong một thời gian ngắn, chi nhánh của đám Vương Đại Lục và cả Chu Hạo đã lần lượt khai trương. Mà thành phố họ chọn đều ở rất xa Trường Sa, đa số gần sát hai tỉnh nên phạm vi buôn bán cũng rộng hơn nhiều. Chu Dương không đến dự lễ khai trương của họ, nhưng Thẩm Bích Quân với tư cách là chủ tịch công ty Danh Dương, mỗi một chi nhánh khai trương cô đều đến thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Giai đoạn đầu tiên của dự án chi nhánh đã kết thúc vào năm ngoái. Phần còn lại, hành động đợt 2, sắp được xem xét trong thời gian tới, có khả năng sẽ lần lượt thành lập vào năm sau. Ra ngoài gần nửa năm, Chu Dương bây giờ rất muốn trở lại Đông Hải. Anh Dương, vé máy bay đã đặt xong rồi, 10 giờ sáng mai. Ngưu Xuyên bước vào, cười nói. Chuyện ở Tương Tây bên này kết thúc, cậu ấy tất nhiên sẽ về Đông Hải cùng Chu Dương. Mấy người từng chung sống lúc còn làm bảo vệ ngày xưa, bây giờ vẫn ở trụ sở chính của công ty Danh Dương, lần này quay về, vừa vặn có thể gặp nhau, cùng uống rượu hàn huyên tâm sự. Ngưu Xuyên cũng có một ý nghĩ với bọn họ, có điều suy nghĩ này, còn thiếu một bước nữa mới hoàn thiện, cuối cùng còn phải nhận được sự đồng ý của Chu Dương. Ừ, tốt, nói với mọi người, Tương Tây bên này đã không có chuyện gì nữa rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Đông Hải. Chu Dương cười nói, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Quả thực, người đi xa, đến Tết có thể quay về, bất kể là ai cũng sẽ có tâm trạng vui vẻ. Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, rồi rời khỏi phòng, đi thông báo cho những người khác. Về chuyện bọn họ định khi nào quay về Đông Hải, đó là chuyện riêng của mỗi người, không liên quan nhiều đến Chu Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.